làm tài chính. Và một ngày đẹp trời á, một ngày đẹp trời thì làm sao ạ, thì là đốt thuyền đi theo sứ mệnh, và đó chính là training về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy và coaching, chữa lành, trị liệu tâm lý, phát triển cá nhân, khơi dậy và khai phóng tài năng cho tất cả các lứa tuổi đó. Thế thì ở đây ngoài là NLP trainer, là master coach, thì cô Trang cũng là gì, thạc sĩ tâm lý của Đại học Sư phạm Hà Nội. Rất may mắn là học trò của thầy Nguyễn Đức Sơn, của cô Lê Minh Nguyệt, và hiện nay thầy Sơn đang làm hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và như vậy đó là gì, trong vòng cái hành trình 4 năm qua thì cô Trang đã đóng góp và chia sẻ rất rộng rãi đến các bậc phụ huynh, đến các thầy cô giáo, đến các tổ chức, các doanh nghiệp, và coaching cho nhiều bạn teenager ở khắp nơi luôn, cả trong và ngoài nước. Thì thực sự đấy là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ riêng của cô Trang mà cùng tất cả các cái đội ngũ Master Coach của MBB nữa. Và cô Trang hy vọng rằng là những cái điều mà cô Trang cùng với đội ngũ của MBB đã học tập được ở từ các bậc thầy về tâm lý, về huấn luyện, về phát triển cá nhân, về chữa lành, thì có thể là trao đến cho các bậc cha mẹ trong cái khuôn khổ của chương trình Đứng bằng với tin, đúng không ạ? Đứng bằng với tin. Cô Trang đã nghe thấy MC Thanh Huyền hỏi các bậc cha mẹ rằng là bao nhiêu các anh chị có một đứa con đang ở độ tuổi tuổi tin, hai đứa con. Bây giờ cho phép cô Trang đặt một cái câu hỏi thêm nữa, đó là gì? Cô Trang đã nghe thấy rồi nha, nhưng mà giờ đặt thêm này. Bởi vì bây giờ số lượng người ở trong phòng Zoom của chúng ta đã lên đông hơn so với cái câu hỏi lúc trước mà chúng ta đã được nghe. Thì trong số các ba mẹ ngồi ở đây hôm nay thì bao nhiêu các ba mẹ đang có cả ba đứa con nằm trong độ tuổi teen nào? Thì hãy comment số 3 giúp cho cô Trang. Bao nhiêu các ba mẹ có cả ba đứa con đang nằm trong độ tuổi teen? Comment số 3 đi ạ. Các ba mẹ comment số 3. Cô Trang chưa nhận được một tín hiệu nào, đúng không? Thế thì như vậy là cái giới hạn cao nhất ở trong cái Zoom này của chúng ta đó là các ba mẹ đang có nhiều nhất là hai đứa con yêu quý nằm trong độ tuổi teen. Cả nhà đồng ý không ạ? Thế thì cũng chia sẻ luôn, MC Thanh Huyền đã nói rồi, có nghĩa là cô Trang đang có cả ba bạn nằm trong độ tuổi teen luôn. Bạn Út thì lớp 5, bạn thứ hai lớp 7 và bạn thứ ba lớp 9. Và thực sự đây là những cái bài tập mà dành cho cô Trang để thực hành tất cả những cái thứ mà cô Trang có thể học được và sở hữu được. Đó, cho nên kiến thức thì nó là bình thường, nhưng ứng dụng kiến thức nó mới phi thường, đúng không ạ? Cho nên chúng ta là không thể nói rằng là chúng ta đã biết những cái điều đó mà không chuyển ra thành kết quả. Và trong cái hành trình làm mẹ từ xưa đến nay của cô Trang ấy, thì cũng thưa với các bố mẹ đó là gì ạ? Là cô Trang cũng mắc rất rất nhiều sai lầm trong cái hành trình làm mẹ. Và có một vài vị phụ huynh khi đưa con đến MBB Coaching Club thì các vị hỏi rằng là thế thì bây giờ cô Trang đang giải quyết những vấn đề gì, đang làm những cái điều gì cho đứa con của mình, cho ba đứa con của mình. Thế thì Cút Trang cũng chia sẻ với các anh chị đó rằng là anh biết không, cả một cái hành trình là 15 năm em làm mẹ, bắt đầu làm mẹ, khi em phát triển bản thân, khi được nâng cấp bản thân, khi được học tập, em mới phát hiện được ra đó là cái việc em mắc sai lầm quá nhiều mà mình không hề có biết. Không hề có biết. Cho nên bây giờ đây là giai đoạn em sửa sai lầm và bắt đầu làm mẹ lại từ đầu. Bao nhiêu trong các ba mẹ ngồi ở đây là sẵn sàng với tâm thế chúng ta sẽ làm mẹ lại từ đầu? Hãy comment số 9 giúp cho Cốt Trang nào. Chúng ta sẵn sàng làm mẹ lại từ đầu để giúp cho những đứa trẻ của chúng ta được trở nên hạnh phúc hơn, và sau này chúng nó sẽ trở thành những con người tử tế, giàu có và hạnh phúc. Số 9. Số 9 đi ạ. Nếu như các ba mẹ sẵn sàng cái hành trình làm mẹ lại từ đầu, đúng không ạ? Chúng ta mắc quá nhiều sai lầm rồi và đây là quá trình chúng ta sửa sai, đúng không? Cái câu chuyện của học online, cái câu chuyện của hậu Covid, từ đại dịch Covid này chúng ta đã thấy những cái hậu quả rất là nặng nề, đặc biệt trong giáo dục. Các ba mẹ đồng ý với cô Trang điều này đúng không ạ? Thế thì từ cái việc những đứa trẻ mà đang được offline đến trường, đang được vận động, đang được kết nối giao lưu, khi chúng trải qua cả một năm học nó từ tháng 4 năm ngoái cho đến bây giờ, đó, đã là gì, là gần tròn một năm rồi. Cho nên chúng ta thay đổi cái gì ạ? À, các con đã thay đổi cả về thói quen, lối sống, sinh hoạt, kỹ năng.
Thế thì trong vài cái buổi làm việc mà cùng với cả chị hiệu trưởng trường Cầu Giấy Lê Kim Anh và chị hiệu trưởng trường Trần Duy Hưng, cấp 2 Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Thu Hằng, thì con Trang cũng được chia sẻ từ hai vị hiệu trưởng đó. Đấy là quan điểm trong ngành giáo dục, các vị ba mẹ, quan điểm trong ngành giáo dục của những nhà quản lý giáo dục. Tức là hai chị cho rằng là sao ạ? Chấp nhận cái chất lượng giáo dục, cái sản phẩm giáo dục năm nay là nó sẽ bị thấp hơn cái kỳ vọng và cái tiêu chí của chúng ta. Là bởi vì khi mà các con học online thì nó sẽ là không đảm bảo được cái chất lượng như là offline. Ngoài ra thì các con sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề cá nhân nó trầm trọng hóa hơn khi cả một cái thời gian giai đoạn dài như thế này là được bị học online kéo dài. Thế thì ở đây nó là câu chuyện của toàn xã hội. Vì vậy thông điệp của Cốt Trang gửi tới các ba mẹ đó là chúng ta đừng sốt ruột quá về cái hiện trạng của con mình, đúng không ạ? Nó là cái xu thế, nó là cái hiện trạng chung của xã hội. Trước hết là đừng sốt ruột đã, hãy bình tâm bình an. Nếu như con của chúng ta có mắc kẹt hay có gặp bất cứ vấn đề tâm lý hoặc những vấn đề sinh lý nào đó khác thì cũng hoàn toàn bình tâm bình an và không có nóng ruột sốt ruột gì cả, đúng không ạ? Trước hết là như vậy đó. Thế thì buổi tối hôm qua cũng chia sẻ luôn với cả các ba mẹ, cô Trang có cái cuộc trò chuyện với anh Bùi Văn Linh. Anh Bùi Văn Linh trước đây là vụ trưởng của vụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục, nhưng bây giờ chuyển sang là giám đốc cái trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực của Bộ Giáo dục. Thì anh ấy có cho rằng là thế này, anh ấy nói với cả cô Trang là hiện nay ấy, cái nhu cầu mà cần các chuyên gia tâm lý tại các trường và bên ngoài rất nhiều, bởi vì là gì? Học sinh học online kéo dài nảy sinh ra vô cùng nhiều vấn đề tâm lý cho teenager và là khiến cho những đứa trẻ bị rối loạn và bị trầm cảm và có thể đâu đó đã thay đổi hoàn toàn nếp sống, thói quen, lối sống sinh hoạt của các con, đúng không ạ? Và cô Trang nói rằng là thưa anh là tụi em vẫn đang làm và kết hợp với các trường để đặt những phòng tâm lý học trường học đường á, tại các trường đó, và cũng rất hy vọng là có thể là chia sẻ rộng rãi được những cái điều mà nó gọi là cơ bản nhất để cha mẹ kết nối lại cùng với các con yêu quý của mình. Đó. Thế thì trên thực tiễn trong cái quá trình mà coaching đội ngũ các master coach của NDB Coaching Club đã tổng kết nên được 7 vấn đề chính yếu của các teenager. 7 vấn đề chính yếu của các teenager. Đó. Thế thì cô Trang sẽ xin chia sẻ luôn 7 vấn đề chính yếu ngay sau đây. Khi cô Trang nói đến 7 vấn đề chính yếu mà các con đang mắc kẹt bây giờ á, ngay sau đấy ấy, thì vị phụ huynh nào có con đang gặp vấn đề số mấy thì hãy comment trong Zoom chat giúp cho cô Trang cái con số đó, được không ạ? Đó. Thế thì cái vấn đề nặng nề nhất đầu tiên số 1 hiện nay đó chính là nghiện game và điện tử. Đấy là vấn đề đau đầu nhất của các vị phụ huynh, xung đột xung khắc. Thế thì ai đang có con đến mức độ nghiện nhá. Chứ còn nếu như mà các con chơi không á, vẫn control được cái việc học, vẫn control được việc tập thể dục, kết nối giao lưu bạn bè, chuyện đó hết sức bình thường, đúng không ạ? Bao nhiêu trong các bố bố mẹ ngồi đây là các ba mẹ có con đang nghiện game, nghiện điện tử đến mức độ mà mất cân bằng tâm sinh lý, mất sự tập trung, học tập sa sút, comment số 1 giúp cho cốt Trang ạ. À, nghiện game, nghiện điện tử, vấn đề đầu tiên, hàng đầu luôn, nặng nề nhất, bức xúc nhất của các cha mẹ, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai đó chính là các con của chúng ta là không mục tiêu hoặc có mục tiêu không rõ ràng, không có ước mơ khát vọng, không có động lực và có cái sự không có sự hứng thú trong học tập. Vấn đề thứ hai, không mục tiêu hoặc không mục tiêu không rõ ràng, không ước mơ khát vọng, đúng không ạ? Không động lực hoặc là không có hứng thú trong học tập. Thì vấn đề số 2 này bao nhiêu các ba mẹ là đang có con gặp cái vấn đề này. Đó. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị. Tiếp theo nữa, vấn đề số 3 rất trầm trọng, đó là việc mà chúng ta và con mất kết nối với nhau, mất kết nối với nhau. Đúng không ạ? Vậy thì mất kết nối với nhau nó có 3 mức độ sau đây này. Điều đầu tiên này. Thứ nhất là khi chúng ta nói, đúng không ạ? Khi chúng ta nói thì con nó cứ hay bật lại luôn. Nó chả có đồng thuận gì. Nó cứ cái kiểu nó ác cảm, nó ghét với chúng ta ấy. Nó ghét chúng ta. Cho nên là nó không có muốn trao đổi chia sẻ gì và ngay lập tức là chúng sẽ gì bật lại chúng ta, đúng không ạ? Bật lại chúng ta luôn. Đó.
Mức độ thứ hai trong cái việc mất kết nối nhỉ, thì các cha mẹ xem con mình có ở cái mức độ nào trong ba mức độ của cái vấn đề số 3 này hay không này. Vấn đề số 2, ở mức độ số 2 đó là việc này, nó cứ hay né té tránh mình, né té tránh mình, đúng không ạ? Đó, các con né té tránh có nghĩa là nó chả thích trò chuyện. Ta đi làm về thì có khi nó vào phòng, ta xuống ăn thì có khi nó lại đi đi vào phòng nằm, hoặc nó lại đi ra đi, đúng không? Đó, đến khi ta vào phòng rồi thì nó lại quay ra nó ăn, và nó nói rằng con chẳng thích ăn cùng bố mẹ. Đó, hoặc con chẳng thích ăn cùng gia đình, đúng không? Đấy là mức độ số 2. Mức độ số 3 trong vấn đề thứ ba này, đó chính là cái việc mà nó im lặng, lặng thinh, không thèm trả lời mình luôn. Nó chỉ coi mình là cái cây ATM thôi. Tức là gì? Nó biết thừa cha mẹ thương yêu nó phải lo cho nó. Cho nên là gì? À, việc ăn uống, sinh hoạt, học tập, học phí này đó, đi học thêm, cơ bản, thiết yếu là kiểu gì cũng phải lo. Còn đến khi nó cần những cái thứ gì mà không thiết yếu thì bắt đầu mới mở miệng ra và hỏi cái cây ATM, KTM cho con bằng này tiền để con làm cái việc này. Và lúc đó quan hệ của các con với chúng ta là quan hệ của một người đối với cây ATM thôi. Đúng không ạ? Đó, có những tình trạng đấy diễn ra. Đấy, các bà mẹ. Vậy thì nếu như cha mẹ nào mà đang có con ở cái vấn đề số 3 này là mất kết nối ở một trong ba cái mức độ. Nếu là mức độ số 1 thì ghi comment giúp cho cô Trang nhé. Và ban thư ký sẽ tổng kết lại cho cô Trang về cái mức độ mà hiện nay các con nó đang gặp phải là ở đâu nó là nhiều nhất nha. Đó. 3.1, 3.2 hay 3.3. Đúng nào? Đó. Ở chấm nào? Đó. Ở cái mức độ nào? Tiếp theo cái vấn đề số 4 này. Các anh chị, các cha mẹ quan sát giúp cho cô Trang nhé. Nhút nhát, thiếu tự tin. Đó. Và không có khả năng bảo vệ quan điểm của mình, lợi ích của mình, đúng không ạ? Không có khả năng hoặc ít có khả năng bảo vệ quan điểm lợi ích của mình. Đó, đấy là vấn đề số 4, nhút nhát thiếu tự tin. Tức là khi mà quan điểm của mình được nêu ra mà có phản biện là không có khả năng bảo vệ và ít có khả năng giải quyết các vấn đề cá nhân, lợi ích của mình cũng không có khả năng bảo vệ. Đó, thì đấy là vấn đề số 4, đúng nào? Đúng không ạ? Thế thì vấn đề số 5 là gì? Các ba mẹ nào có con vấn đề số 4, comment số 4. Vấn đề số 5 các con đang mắc phải đó là này. Lối sống rất là bừa bộn. Lối sinh hoạt, nếp sinh hoạt thì giờ giấc lung tung, thức khuya. Khủng khiếp. Đúng nào? Ngoài cái việc thức khuya hệ quả dẫn đến rất là nhiều bệnh, trong đó bệnh trĩ là cái bệnh mà rối loạn tiêu hóa dạ dày, và trĩ là cái bệnh mà hiện nay cốt Trang đang, khi mà đang coaching cho mấy cái bạn mà thuộc dạng cấp 3 ấy, các bà mẹ là các bạn đã bị mắc bệnh trĩ rồi đấy. Và cốt Trang cũng đang coach cho một bạn bên Úc mà đang học đại học dược tại Úc, đúng không? Bạn ấy là chuyên hóa của trường Am sang học tại Úc mà bị trĩ và là trở về Việt Nam để cắt trĩ đó, vì lối sống sinh hoạt nó quá khuya, uống nhiều cà phê, caffeine lẫn cả trà nữa các bậc cha mẹ, và rất là lo ngại, thương lắm, đúng không? Đấy là vấn đề số 5. Bây giờ vấn đề số 6 này, cha mẹ xem là con của mình có nằm trong số này không nha. Đó chính là việc các con rất là dễ nóng giận, cáu bẳn, cáu kỉnh, đúng không? Cứng đầu, cứng cổ và gì? Ngang ngạnh. Thì con của mình có thuộc cái tuýp này hay không, số 6 hay không? Đó. Và cuối cùng nữa, đó là cái vấn đề cốt lõi thứ 7 mà ở độ độ tuổi teenager chúng ta đang thường mắc phải. Đó chính là yêu đương nhưng bị trở thành cản lực chứ không phải là động lực. Yêu đương nhưng mà làm cản lực, đúng không? Và lệch lạc giới tính. Đó. Thì thưa với các ba mẹ là hiện nay là gì ạ? Cái lượng mà cốt Trang và hội đồng các cốt của NBB đang coaching cho các bạn teenager mà bị less thì nhiều hơn là gay. Nhiều hơn. Nhưng cốt Trang thương lắm. Tất cả các ba mẹ hiện nay đang có con mà ở trong cái việc ranh giới đó thì họ đến NBB là họ họ cảm thấy là giống như là kiểu cầu cứu. Cầu cứu là gì? Là các cốt ơi, hãy đưa con của anh, của chị, của em là từ cong về thẳng. Đúng không ạ? Từ cong về thẳng. Thương lắm. Nhưng các bạn biết không? Cốt Trang không phải là cốt trực tiếp ngay cho những đứa trẻ mà đang lét hoặc ngay đâu. Mà điều đầu tiên làm là cho cha mẹ của các con. Đó. Cha mẹ của các con. Cho nên là chữa lành trước cho cha mẹ, trị liệu tâm lý trước cho cha mẹ và sau đó nữa bắt đầu mới đến con. Thì đó là chính là những cái tình huống 7 vấn đề cốt lõi mà tuổi teen các con đang gặp phải, đối mặt phải, đúng không ạ? Và cô Trang rất hy vọng rằng cái chuỗi tới đây
trong cái chương trình khuôn khổ của Đứng Bằng Với Tin. Và đầu tiên, topic đầu tiên trong cái Đứng Bằng Với Tin 2 này được chia sẻ trong 3 buổi thứ năm hàng tuần, thì chúng ta sẽ là gì? Xử lý dần tất cả những cái vấn đề vướng mắc của các con và các ba mẹ, được không ạ? Đó. Thế thì câu hỏi đặt ra là những cái hệ quả này, những cái vấn đề này của các con gặp phải, mắc phải thì do đâu? Thì do đâu? Nguyên nhân từ đâu? Vì đâu? Đúng không ạ? Nguyên nhân vì đâu, từ đâu, lỗi tại ai? Và chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể xóa bỏ, tháo gỡ, giải xử lý các cái mắc kẹt, các cái vấn đề đó cho các teenager của chúng ta. Đúng không ạ? Thì chúng tôi là gì ạ? À, với cái sự trăn trở đó, cô Trang cùng với cả cái hội đồng các cốt của em đã tổ chức nên cái chương trình Đứng Bằng Với Tin 2 này với một chuỗi các chủ đề. Thì chủ đề đầu tiên đó là 3 bước kết nối cùng tin. Và trong cái topic 3 bước kết nối cùng tin này, chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở 3 thứ năm hàng tuần, và hôm nay sẽ là buổi đầu tiên. Và kết cấu của chương trình như MC Thanh Huyền, cốt Tạ Thanh Huyền đã chia sẻ với các bậc cha mẹ rồi, chúng ta sẽ chia làm 2 phần nha. 30 phút đầu sẽ là phần chia sẻ kiến thức, tri thức để chúng ta trở thành những cha mẹ thông thái từ cốt Hà Thu Trang. 30 phút sau, cốt Trang cùng với cả hội đồng các master coach của MBB sẽ coaching trực tiếp cho các ba mẹ tại đây luôn, đúng không ạ? Đó, đây chính là cái chuỗi giá trị là MBB. Chúng tôi sẽ là chia sẻ trao lại cho các ba mẹ, và hy vọng rằng những buổi sau đó nữa các ba mẹ sẽ giới thiệu thêm những cha mẹ nào, những gia đình nào mà đang có con ở độ tuổi teen, để chúng ta tiếp cận được những cái tri thức, những cái trí tuệ nó tuyệt vời như này để giúp cho gia đình tạo nên hòa khí, đúng không ạ? Và giúp cho những đứa trẻ được trở thành những đứa trẻ hạnh phúc, đúng không ạ? Đó. Thế thì ở đây, vì cái giá trị như thế này, cô Trang muốn tất cả các ba mẹ, trừ những ba mẹ nào mà đang bất khả kháng không thể bật cam, chúng ta sẽ bật hết cam lên để có thể truyền được năng lượng, nguồn cảm hứng tốt nhất cho cô Trang, để cô Trang có thể là thăng hoa, chia sẻ tuyệt vời cho các bậc cha mẹ ngày hôm nay và trong cái chuỗi chương trình chia sẻ tới đây nữa, đúng không ạ? Đó. Và xin các vị tất cả hãy thả tim trên màn hình để truyền cảm hứng cho cốt Trang, để chúng ta bắt đầu luôn vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Riêng ngày buổi số 1 này chúng ta sẽ kéo dài đến 9:30, 21:30, còn các chương trình sau chúng ta gói gọn khuôn khổ trong 1 tiếng đồng hồ. 30 phút đầu cốt Trang chia sẻ, đúng không ạ? Và 30 phút sau coaching trực tiếp cho các vấn đề cụ thể nhỏ lẻ của các con, của các ba mẹ, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả những trái tim yêu thương của các ba mẹ gửi cho cốt Trang, và đây là nguồn động lực để giúp cho cốt Trang có được cái nguồn cảm hứng, có được cái sức khỏe, có được cái trí tuệ thăng hoa tuôn chảy để trao cho tất cả các ba mẹ, đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên dành cho các ba mẹ, và bây giờ cho phép cốt Trang share màn hình. Đó, share màn hình. Bao nhiêu trong các ba mẹ ngồi ở đây đã hiểu con của mình? Comment giúp cho cốt Trang số 1. Các ba mẹ nha, các ba mẹ hãy nghe rõ câu hỏi của cốt Trang nha. Ok. Bao nhiêu các ba mẹ ngồi ở đây đã hiểu được con của mình? Hiểu. Ok. Rồi. Rất là cảm ơn các ba mẹ. Tiếp theo này. Bao nhiêu các ba mẹ ở đây thấu hiểu con của mình? Comment số 2. Hiểu con, comment số 1. Thấu hiểu con thì các ba mẹ comment số 2. Thấu hiểu này. Đúng không ạ? Nếu các ba mẹ thấu hiểu con của mình, comment số 2 giúp cho cô cha. Đó. Comment số 2 nha. Ok. Các anh chị thấy không?
cái việc mà chúng ta hiểu được con cũng là đáng quý rồi, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được con cũng là đáng quý rồi, nhưng nó vẫn ở phía bề mặt thôi, được không các anh chị? Bề mặt thôi. Nhưng nếu chúng ta thấu hiểu được con của mình, có nghĩa là chúng ta đã hiểu được tầng sâu bên trong, tận tâm hồn, linh hồn của chúng, đúng không ạ? Tận tâm hồn, linh hồn của chúng. Đó. Thế thì có một cái câu chuyện như thế này, các anh chị có biết không? Con Trang xin được kể cái câu chuyện như này cho các ba mẹ này. Vào cái lần mà cô Trang tham gia vào cái hội thảo quốc tế tâm lý học đường lần thứ 6 mà tổ chức tại Việt Nam ấy, trong cái nhóm giảng viên mà ngồi cùng với nhau, thì cô Trang có ngồi cùng một cái anh. Thế thì mình cũng nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ là giảng viên tâm lý của một trường đại học nào đó tham gia vào cái buổi hội thảo ngày hôm đó. Thế thì cô Trang mới bắt chuyện và hỏi anh ý, đúng không? Hỏi anh ý, hỏi anh ơi, thế anh đang giảng dạy tâm lý ở trường nào? Thế thì anh ấy quay sang cô Trang nói rằng là tôi không có làm nghề nghề giảng viên, tôi làm nghề phiên dịch cô Trang ạ. À, thế mình mới ngạc nhiên, mình bảo ô vậy thế thì anh phiên dịch ngoại ngữ nào? À, thế thì anh ấy mới nói là cô có biết không, tôi chỉ phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt thôi, chả có ngoại ngữ nào cả. Thế mình hơi bối rối một chút xíu. Ê, xong mình mới chợt nghĩ ra, ấy mình cũng đang làm cái nghề đó đấy, bởi vì anh ấy quá hài hước đi à, anh ấy quá là trí tuệ đi à. Thế thì mình mới bảo ồ vậy ạ. Đó, thế thì anh mới nói tiếp luôn, anh tiếp lời luôn, anh ấy bảo là cô có biết không, dân Việt Nam chúng ta cùng nói ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng vợ nói thì chồng không có hiểu, vợ giao tiếp chồng không có hiểu, chồng giao tiếp vợ cũng chẳng có hiểu, cha mẹ giao tiếp con cái cũng không có hiểu, con cái giao tiếp cha mẹ cũng chẳng có hiểu, những người yêu nhau giao tiếp đầy lần không hiểu, cho nên mâu thuẫn xung đột hiểu lầm là xảy ra triền miên. Và khi đã không có hiểu nhau, không làm được cái bước gì đó ở cái bước tiếp theo cả, đúng không? Cho nên là tôi hiện nay đang làm nghề phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt thôi. Các ba mẹ hiểu thông điệp này đúng không ạ? Chúng ta đã không có thấu hiểu đối phương đối tác của mình, và bởi vậy chúng ta không thể có cách giao tiếp đúng đắn được. Và khi không có giao tiếp đúng đắn thì mình mong cầu làm sao đạt được cái mục đích trong giao tiếp, đó chính là tìm kiếm sự đồng thuận nào đó, tìm kiếm chữ yes nào đó từ ai đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn con mình đồng thuận với cái ý kiến của mình, nhưng chúng ta không có thấu hiểu, và vì vậy chúng ta không giao tiếp đúng đắn được, đúng chưa ạ? Đó, cho nên chương trình 3 bước là kết nối cùng với con. Chúng ta sẽ đi qua 3 buổi với 3 nội dung sau đây. Nó chính là 3 nấc thang, các cha mẹ nha, 3 nấc thang, đúng không ạ? Và vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu phải từ cái nấc thang đầu tiên, đúng không ạ? Từ nấc thang đầu tiên. Đó. Từ nấc thang đầu tiên. Xin chia sẻ. Các anh chị, để các anh chị nhìn cho được rõ nét, đúng không ạ? Và các anh chị hãy ghi những cái điều này vào sổ, đúng không ạ? Những cái key, những cái sơ đồ, những cái biểu đồ để giúp cho chúng ta không chỉ những là gì cho một đứa con này, có thể cho đứa con tiếp theo, cũng không thể là chỉ cho con mình không, có thể cho cháu mình hoặc là bạn bè đồng nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những nhà tư vấn hoặc là coach mang tính chất không chuyên nghiệp, đúng không ạ? Hoặc là từng module, coach theo từng module, đúng không ạ? Không cần là hoàn chỉnh hoàn thiện. Đó. Thế thì bước đầu tiên chúng ta có thể là buộc phải làm để đạt được cái mục tiêu là kết nối cùng với con, đó chính là thấu hiểu, đúng không ạ? Thấu hiểu nha. Bước đầu tiên là thấu hiểu. Thì xin các ba mẹ nốt lại giúp cho cô Trang đi ạ. Vừa nốt và giúp cho cô Trang comment vào Zoom chat luôn đi ạ. Bước đầu tiên là thấu hiểu. Comment giúp cho cô Trang vào Zoom chat để cô Trang có thể nhìn được sự tương tác của các anh các chị, các ba mẹ ngồi đây. Thấu hiểu. Cảm ơn các ba mẹ rất nhiều. Đó. Đây là bước số 1. Bước số 2 chúng ta sẽ phải đi qua, đó chính là đồng hành là 2. Đúng không? Trước hết xác định nó là cái gì, rồi sau đó sẽ là how, làm như thế nào. Đúng không ạ? Đồng hành.
Và lên bước thứ ba đó chính là việc chúng ta dẫn dắt con, dẫn dắt, đúng không ạ? Ok, nấc thang trên cùng là dẫn dắt. Đó. Thế thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nấc thang đầu tiên, đó là thấu hiểu con, đúng không ạ? Và đến buổi thứ năm tuần sau chúng ta sẽ đi là làm thế nào để chúng ta đồng hành với team. Và buổi thứ năm tuần sau nữa kế tiếp chúng ta sẽ làm thế nào để dẫn dắt team, đúng không ạ? Thực ra thì kiến thức nó vô bờ lắm, nhưng trong khuôn khổ chương trình, những điều gì cơ bản và trọng yếu cô Trang sẽ xin chia sẻ với các vị phụ huynh trọn vẹn nhất để các vị phụ huynh có thể làm cho con của mình, đúng không ạ? Thế thì ba bước này cô Trang đã thiết kế nên một công thức trọn vẹn, và hôm nay cô Trang chia sẻ và tiết lộ nên cái công thức này cho các vị phụ huynh, cho các ba mẹ. Và khi được nói ra thì chắc chắn các ba mẹ sẽ rất rất là thích thú, bởi vì nó vô cùng ngắn gọn, xúc tích và dễ nhớ luôn. Ba bước kết nối cùng con sẽ có công thức sau đây, rất tuyệt vời. Đó, rất tuyệt vời. Công thức nhỉ? Đó. 2H nha. 2H cộng 3D và cộng 4L. Được chưa? Công thức của chúng ta đấy. Và sau này gì? Làm thế nào để kết nối cùng con? Các vị có thể đi chia sẻ. Rồi, qua ba bước: thấu hiểu, đồng hành, dẫn dắt. Rồi, công thức nào? À, công thức của Cốt Trang đưa ra: 2H3D4L. 2, 3, 4. Được chưa ạ? Và đây là một công thức tuyệt vời dành cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy 2H là cái gì? Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào 2H, các bậc cha mẹ. Buổi sau 3D và buổi cuối cùng 4L. Hay không ạ? Bây giờ cô Trang sẽ được tương tác với các ba mẹ nha. Xin được tương tác này. Xin các vị phụ huynh hãy giúp cho cô Trang theo quan điểm và sự phỏng đoán của mình thì 2H nó là cái gì ạ? Nào, 2H nó là cái gì thưa các ba mẹ? Ok, xin mời các ba mẹ. Ai đó chia sẻ hãy bật mic lên luôn giúp cho cô Trang được không ạ? Cảm ơn tất cả các ba mẹ nhé. Ok, cô Trang đã tắt screen rồi. Và bây giờ giao tiếp này, giao tiếp này. 2H theo sự phỏng đoán và nhận thức của các cha mẹ thì nó là cái gì? Cô Trang chờ những cánh tay và cái sự bật mic của các ba mẹ luôn nha. Ok. Ai đó đi ạ? Ba mẹ nào đi ạ? Có ba mẹ nào là giơ tay và phát biểu luôn, chia sẻ luôn không ạ? Nếu không có chia sẻ hả? Thì comment luôn vào trong Zoom chat. Theo các ba mẹ thì 2H là gì? Rồi, rất là cảm ơn mẹ Diệp Nguyễn đã thấy bạn bấm tay trên bàn phím. Học và hiểu, rất là cảm ơn mẹ Diệp Nguyễn. Nhưng mà kết quả đáp án là nó không có chính xác. Rồi, ok. Rất tuyệt vời, nhưng tuyệt vời lắm. Học và hiểu. Ok. Các ba mẹ khác đi ạ. Các ba mẹ khác đi. Nào, chúng ta sẽ kích hoạt cái tiềm thức của chúng ta nhá. Để chúng ta có một cái phản xạ nhá. Ok, thấu hiểu và hòa hợp. Hay quá. Xin cảm ơn Minh Hiếu. Rất là cảm ơn Minh Hiếu. Minh Hiếu hôm nay học chinh phục và hòa hợp. Cho nên hôm nay nói luôn là hòa hợp, đúng không nào? Rồi, một vài ý kiến nữa đi nào để chúng ta tương tác. Học và hành, thấu hiểu, đồng hành. Ok, cảm ơn Phan Thùy Dương. Rồi, thấu hiểu, hành động. 2H nhé. Đấy. Công thức của chúng ta 2H3D4L. 2, 3, 4. HBL, được chưa ạ? Ồ, rất tuyệt vời luôn. Thẩm thấu cái thứ đó là các ba mẹ tiến lên một cái nấc rồi, rất tuyệt vời đó. Rồi, rất là cảm ơn. Hỏi và hiểu. Rồi là gì? Hiểu và học, học và hiểu. Rất là cảm ơn các ba mẹ. Nhưng mà đáp án của chúng ta như sau này, các ba mẹ. Đó, đáp án này. 2H này. H đầu tiên là hiểu mình. H thứ hai là hiểu con. Được chưa? 2H. Hiểu mình, hiểu con. Ok chưa? Rồi, xong nhá. Thôi, chả học nữa. Kết thúc ở đây thôi nhá. Được không ạ? Hiểu mình này. Hiểu mình. Rồi. Và hát thứ hai, hiểu con. Đúng không ạ?
Các ba mẹ có nhìn được slide của cô Trang đang viết không ạ? Nếu mà nhìn được xin cho cô Trang số 9 vào trong Zoom chat đi ạ. Cho cô Trang con số 9 nếu như các vị đang nhìn thấy được màn hình một cách sắc nét. Rồi, đã nhìn thấy tín hiệu của một vài con số 9 thì chắc chắn là các ba mẹ khác cũng nhìn thấy được, đúng không ạ? Thế thì hai hết trong cái việc này thấu hiểu ấy, thì nó sẽ phải bước đầu tiên bạn phải hiểu mình đầu tiên. Rồi bạn phải hiểu con của mình, đúng không ạ? Thế vậy thì đến lúc này bao nhiêu các cha mẹ ngồi đây hiểu được mình rồi, comment số 2 đi ạ. Nếu các ba mẹ hiểu được mình rồi thì comment số 2 giúp cho cô Trang, đúng không ạ? Thế thì có ba mẹ nào ngồi đây thuộc cái tip là đã từng áp đặt lên con cái không? Đã từng cáu giận không? Đúng không? Đã từng là gì xòe xòa dễ tính không? Đã từng tiếp theo là có thể đâu đó bỏ rơi con không? Kệ, làm gì làm, chả bận tâm nữa, nói chả được rồi, bất lực rồi. Thế mày muốn làm gì thì mày làm. Đúng không? Đó. Bao nhiêu ba mẹ là dành tình yêu thương đúng cách đối với con. Cô Trang không dùng cái từ là yêu thương vô điều kiện, vì yêu thương vô điều kiện thì phải hiểu một cái tầng sâu nữa nha. Còn yêu thương đúng cách có nghĩa là yêu thương một cách đích thực ấy. Yêu thương đích thực ấy. Còn vô điều kiện ấy, là có rất nhiều ba mẹ hiểu lầm về cái chuyện này, hiểu lệch về cái chuyện này. Đấy. Nhưng mà yêu thương đích thực ấy, thì nó sẽ là đúng đắn, đúng không? Thế thì chúng ta theo giáo sư Trương Nguyện Thành thì ông ấy chia cái tip bà mẹ của chúng ta ấy, ba mẹ, các bậc cha mẹ của chúng ta ra làm 4 tip người. Tip thứ nhất là mẹ hổ, các vị phụ huynh ạ. Tip thứ hai là cha voi. Tip thứ ba đó chính là xuề xòa, dễ tính. Và dễ tính. Và tip thứ tư đó là bỏ rơi, đúng không? Đó. Mẹ hổ là gì? Đó là tuýp cha mẹ chỉ thích áp đặt con, mệnh lệnh đối với con, muốn con luôn luôn theo ý của mình, không cần đếm xỉa đến cảm xúc của con, năng lực của con, thái độ của con, mắc kẹt của con, vân vân, đúng không ạ? Áp đặt tuýp mẹ hổ. Và tuýp mẹ hổ này thì tính kỷ luật cực cao, tiêu chuẩn tiêu chí cực cao, đúng không ạ? Tuýp thứ hai của ba mẹ là tuýp cha voi. Cha voi là gì? À, đây là cái tuýp mà trung bình cộng của mẹ hổ. Đó, mẹ hổ này. Và xuề xòa dễ tính. Đó. Thế thì cha voi là cân bằng được ở cái chuyện đó, có nghĩa là kỷ luật tích cực, yêu thương đích thực và là nhà truyền cảm hứng. Các ba mẹ comment vào trong Zoom chat hoặc không ghi vào sổ giúp cho cô Trang cái điều đó nhá. Tuýp cha voi tức là các ba mẹ thuộc cái tuýp là như này này. Kỷ luật tích cực, có dùng kỷ luật nhưng là kỷ luật tích cực, bởi vì kỷ luật nó vẫn là điều cần thiết đối với con người của chúng ta. Kỷ luật tạo nên sức mạnh, kỷ luật giúp cho con người phát triển, nâng cấp bản thân, trưởng thành, đúng không nào? Đó, yêu thương đích thực nha. Cha voi sẽ có ba cái đặc điểm đó. Ba cái đặc điểm đó ha. 1 2 3. Kỷ luật tích cực, yêu thương đích cực và truyền cảm hứng. Và đây là tuýp ba mẹ. Đó là gì? Thông thái. Đúng không ạ? Thế thì sang đến cái kim tứ đồ ở góc phần 3 này, góc thứ 3 này, trong kim tứ đồ này, thì xuề xòa dễ tính là gì? Ôi giời, cho nó thế nào cũng được. Ôi giời, lớn lên thì nó trưởng thành hết đi mà, rồi xã hội nó dạy nó ấy chứ chẳng được gì, cần phải kỷ luật lắm đâu. Nó học đến đâu thì nó học, và sau này nó có kết quả nào thì nó hưởng thế. Đúng không ạ? Xuề xòa dễ tính, không tiêu chí gì, thế nào cũng được. Và sẽ hoàn toàn là để cho xã hội hoặc là cái môi trường nó tác động đến đứa trẻ, đúng không ạ? Và cuối cùng đó là tuýp bỏ rơi, là thế này: bận bịu quá, cần tiền thì cho tiền chứ còn không có đồng hành. Đấy. Tập trung lao động kiếm tiền, sự nghiệp, công việc. Đó. Còn lúc ốm đau thì có thể là chi tiền người khác cho đi bệnh viện. Đó. Còn lúc bé thì bắt buộc là phải take care đối với con rồi. Vậy thì ở đây khi giáo sư Trương Nguyện Thành đưa ra cái bốn cái phân chia như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ luôn luôn mong muốn là thuộc cái tuýp cha voi, và đấy là cái tiêu chí để các ba mẹ như chúng ta đây hướng tới, và đây chính là cái hành trình chúng ta làm mẹ lại từ đầu.
Xin các bố mẹ comment giúp cho Cốt Trang cụm từ làm mẹ lại từ đầu hoặc làm ba lại từ đầu vào trong giúp chat luôn bây giờ. Viết in hoa luôn nhá. Được không ạ? Comment giúp cho Cốt Trang đi. Để chúng ta giữ một cái năng lượng sẵn sàng cam kết với nhau rằng đây sẽ là cái thời điểm bắt đầu chúng ta làm mẹ lại từ đầu. Được không ạ? Đó. Khi chúng ta hiểu được cái điều đó rồi thì chúng ta sẽ thấy đó là gì ạ? Đó, đó là gì ạ? Có bốn cái tuýp cha mẹ được phân chia như thế này. Nhưng cũng có một cái cách phân chia khác như sau này. Thì chúng ta sẽ thấu hiểu mình cũng đang ở cái tuýp như nào. Hiểu mình, hiểu con mà. Đúng không ạ? Thuộc tuýp như thế nào này? Một, đó là cha mẹ có tiền và thích sự chuyên nghiệp. Đúng không? Những bậc cha mẹ, những bậc ba mẹ có tiền và thích sự chuyên nghiệp. Các anh chị nha. Chuyên nghiệp, Cô Trang viết tắt. Đúng không? Tiếp theo, có tiền nhưng không cần chuyên nghiệp. Không cần chuyên nghiệp. Tuýp thứ ba, không có tiền nhưng thích chuyên nghiệp. Không có tiền nhưng thích chuyên nghiệp. Đó. Và tuýp thứ tư, không có tiền cũng chẳng cần chuyên nghiệp. Chẳng cần chuyên nghiệp luôn. Đó. Thế thì bao nhiêu số các ba mẹ ngồi ở đây đang ở tuýp số 1, vừa có tiền vừa thích sự chuyên nghiệp? Có nghĩa là có đủ điều kiện về tài chính để giúp cho con của mình và mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Đúng không? Một cha mẹ chuyên nghiệp hơn, những đứa con ở tuổi tự tin chuyên nghiệp hơn. Và họ sẽ thích sử dụng cái việc chuyên môn hóa để dẫn dắt đứa trẻ. Thay vì là không biết nhưng mà lại dẫn dắt con theo một phương pháp là phương pháp không phù hợp. Đó. Thì ba mẹ nào đang ở cái tuýp số 1 này, comment số 1 giúp cho Cô Trang. Được không ạ? Bao nhiêu các ba mẹ có tiền nhưng mà không cần chuyên nghiệp? Có nghĩa là thừa điều kiện và để có thể chúng ta đầu tư cho con của mình. Thì chúng ta cũng chả cần chuyên nghiệp. Cho nên là tự lọ mọ dẫn dắt con và chỉ trừ khi là gặp vấn đề nặng nề rồi, chúng ta mới cần đến sự chuyên nghiệp của các chuyên gia. Được không nào? Đó. Thì ai đang ở trong cái tình trạng là tuýp số 2, comment số 2. Ba mẹ nào thì ở trong tình trạng số 3 này. Có lẽ đây là số 3 này là nhiều đây, đúng không ạ? Không có tiền nhưng rất thích sự chuyên nghiệp. Được không ạ? Thì ba mẹ nào đang ở số 3 thì comment số 3 giúp cho Cốt Trang nào. Để Cốt Trang quan sát chút xíu ha. À, nhìn thấy nhảy dùng chat này. Số 3. Nhiều số 3 ha. Đó. Số 1, số 2 đâu ạ? Cha mẹ nào đang ở số 1, số 2 thì comment giúp cho Cốt Trang đi ạ. Khuôn khổ chương trình này không có public ở đâu cả, cho nên là cứ thoải mái thôi. Có tiền thì không phải giấu giếm gì ha. Cho nên là không có nghe ngại gì ha. Được không nào? Rồi, số 3 Nhung Scarlett này. Rồi, ok. Đó không ạ? Đó. Và ai đang ở số 4? À, số 3 thì thế này các vị nhá. Các cha mẹ nhá. Số 3 là không có tiền nhưng mà rất thích con của mình trở nên chuyên nghiệp. Đó. Và mình lại cần nhờ những chuyên gia để giúp cho con mình và mình được trở nên chuyên nghiệp. Đó. Và họ sẽ gì? Ví dụ như có một vài bậc phụ huynh khi mà có con đang cốt ở đây ấy, một cái gói cốt là 40 triệu cho teenager. Đấy là Cốt Trang sẽ trực tiếp cốt là 40 triệu cho teenager. Thì là có những ba mẹ là muốn Cốt Trang cốt, thế nhưng mà lại không có tiền. Tức là ít tiền. Không phải là không có mà ít tiền. Thế thì các vị bắt đầu mới là các ba mẹ bắt đầu mới lại thống nhất với Cốt Trang là tôi xin phép là được đóng trong 3 tháng, mỗi một tháng là như này, như này, như này, trong cả hành trình 3 tháng thì như này, để cho gì con của em được tiếp cận với việc đấy mà nhờ Cốt Trang dẫn dắt, vì vấn đề của con của em nó phức tạp quá rồi. Thế Cốt Trang cũng là sẵn lòng cho cái chuyện đó. Đó. Thì đấy là những cha mẹ không có tiền nhưng thích sự chuyên nghiệp. Thế còn là gì đối với các cốt của NBB hiện nay, thì nếu như các teenager nào hoặc các vị phụ huynh nào, tất cả những cái ca cốt khác thì là 20 triệu. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta mới thấy rằng là nó xuất phát từ tư duy thôi.
bạn muốn gì, nếu bạn cần một cái sự chuyên nghiệp cho mình và con thì chắc chắn nữa bạn phải sẵn sàng cho những cái hành động đó để đạt được cái sự chuyên nghiệp, đúng không? Và tip số 4, các ba mẹ, đó là không có tiền vẫn chẳng cần gì là chuyên nghiệp. Thì không có tiền mà chẳng cần chuyên nghiệp thì chắc chắn rằng ở trong Zoom của chúng ta sẽ không có ai đâu ạ. Bởi vì nếu như chẳng cần chuyên nghiệp ấy, thì không ngồi ở đây để học tập nâng cấp bản thân để làm mẹ lại từ đầu rồi. Các ba mẹ đồng ý với cô Trang điều này không? Chắc chắn rồi, đúng ạ. Trên thực tiễn thì chúng ta nhận thấy rằng như sau này. Trên thực tiễn chúng ta thấy rằng như sau. Hầu hết chúng ta đều sẵn sàng chi tiền cho con để con xử lý vấn đề, đúng không ạ? Để con xử lý tháo bỏ mắc kẹt, hoặc để con phát triển bản thân hoặc học các kỹ năng, đúng không? Hầu như các ba mẹ không có tiếc tiền luôn. Không tiếc tiền, đấy là điều cô Trang chắc chắn 100%. Ừ. Thế nhưng nếu một đứa trẻ được nâng cấp phát triển bản thân, được học tập, được chữa lành xong á, mà môi trường vẫn là môi trường cũ, thì điều gì sẽ xảy ra thưa các ba mẹ? Để cô Trang chia sẻ với các ba mẹ một cái câu chuyện như thế này. Một câu chuyện như thế này. Có một gia đình anh chị đó nuôi cá cảnh. Bỗng một ngày thì mấy con cá cảnh đấy nó bị nấm và nó loang lổ, bị thương ở người đây này, ốm do bị nấm. Thế thì họ mới là gì? Cho cái cá đó vào trong cái hũ rồi bê đến cái chuyên gia, cái bác sĩ thú y, tức là người ta chuyên gia, người ta chữa bệnh về cho cá, cá cảnh, đúng không? Đó. Và nhờ họ chữa bệnh nấm đi cho cá. Thế thì sau khi các bác sĩ thú y đấy họ chữa cho cá xong vài ngày, nó ổn hết nấm. Rồi hai anh chị đó lại đưa cái bình cá đấy trở về nhà, đổ luôn vào cái bể cá cũ. Một tuần sau, cá lại nấm trở lại. Và anh chị lại bắt đầu bê cá đến nơi đó. Và anh chị ấy kêu ca phàn nàn. Và tại sao là chữa cái gì mà lại sau có một tuần thôi cá nhà tôi nó lại mắc bệnh vậy? Thế thì bác sĩ thú y đó, ông ấy mới nói rằng, thế thì anh chị mang cá từ đây về, anh chị làm điều gì với chúng? Và chúng tôi chỉ có bê cái bình cá này đổ vào cái bể cá của chúng tôi thôi. Và rồi tôi đã hiểu. Anh chị về thay nước bể cá đi, làm lại sau khi tôi chữa lành cho những chú cá này, đúng không ạ? Và hai vợ chồng lại bê cái bình cá đấy đổ về cái bể cá đã được thay nước và sửa sạch sẽ. 2 tuần sau nó lại mắc nấm. Rồi hai vợ chồng lại càu nhàu, lại bê cái bình cá đấy đến cái nơi mà đã chữa, gặp cái ông bác sĩ thú y kia và lại càu nhàu. Nó lại mắc bệnh nấm cũ rồi, thưa ông. Người bác sĩ đấy bắt đầu mới hỏi hai vợ chồng đó, thế anh chị đã làm thế nào khi anh chị thay bể nước và đưa cá vào? Tôi chả làm cái gì cả, vẫn theo cái cách cũ. Mà rồi tôi đã hiểu. Và bây giờ trở đi, anh chị làm giúp cho tôi 2 việc. Thay bể nước lại một lần nữa và thay đổi cách chăm sóc tương tác theo tôi hướng dẫn, đúng không ạ? Và chú cá không bị mắc nấm trở lại nữa, thưa các bà mẹ. Thế thì ở đây chúng ta hiểu rằng nó là thế này. Cái sự thay đổi của một con người đã thay đổi được thì đó là điều tuyệt vời và đáng quý rồi. Nhưng nếu môi trường mà những đứa trẻ của chúng ta đang ở mà không được cập nhật bản đồ để nó thích ứng với con người mới của đứa trẻ, thì sau 37, 21 ngày đứa trẻ lại trở thành phiên bản, lại thành một đứa trẻ thông minh như cũ, lối sống như cũ, đúng không? Cho nên cái môi trường vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với teenager, là cái đối tượng mà nó rất dễ thay đổi tâm sinh lý, nó bấp bênh, nó thất thường.
không thể hiểu nổi, hâm hít ẩm ương các kiểu, đúng không ạ? Vậy thì ở đây nếu mà xét đến các anh chị luôn sẵn sàng để đốt nến một đầu, tức là luôn sẵn sàng để chi tiền cho con, thúc đẩy con, ép con học tập, nâng cấp bản thân, học kỹ năng, vân vân và mây mây, thì chúng ta phải chuyển tư duy thành đốt nến hai đầu, các anh chị, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành tư duy đốt nến hai đầu, và mình phải làm được cái việc đó. Các anh chị hãy vẽ cây nến này vào trong sổ ghi chép của mình đi ạ. Đúng không? Chúng ta phải đốt nến hai đầu. Đây là cái giá để nến, các anh chị nhá. Giá để nến. Một đầu chính là ta, và đầu kia là con. Chúng ta không thể nói rằng con nâng cấp đi, rồi con học đi, rồi con thế này thế kia đi, mà chúng ta vẫn đứng ở vị trí cũ, level cũ. Vậy thì trong hành trình làm mẹ lại từ đầu, chúng ta cũng phải nỗ lực nâng cấp bản thân mình để thích ứng với đối tác, đối phương. Chúng ta mới có quyền dẫn dắt được con. Đúng không các ba mẹ? Đó. Khi dẫn dắt có nghĩa là bạn đã phải gì? Đi trước rồi. Dẫn dắt là bạn luôn phải đi trước, đi trên rồi. Đi vượt lên phía trên rồi. Thì bạn mới dẫn dắt được cái người đằng sau đi chứ. Còn nếu đi bằng đã là khó rồi, mà đi sau nữa khỏi dẫn luôn. Con nó dẫn ta chứ không phải ta dẫn con nữa. Đúng không các ba mẹ? Có một câu chuyện như thế này thì xin được chia sẻ kể với các ba mẹ, mà cô Trang cũng thực sự cảm động, mà thấy thương đứa trẻ. Tức là gì? Ở gia đình đấy là sống cùng ba thế hệ, hai vợ chồng, hai thằng con trai và ông bà nội, đúng không? Thế thì làm sao? Tức là bà nội thì luôn tức là gây ra cái mâu thuẫn xung đột là để con nghĩ làm sao lại ghét mẹ đó. Ông bố thì lập chủ doanh nghiệp nhưng mà lại gì ạ? Áp đặt mệnh lệnh gia trưởng là người kiếm tiền chính trong nhà. Thế thì khi cái cậu bé này là cậu con thứ hai đang học lớp 7 mà được MBB Coaching Club coaching ấy, đó, hiện nay đang được Cốt Minh Diệu trực tiếp dẫn dắt, thì cậu ấy làm sao? Mất kết nối với bố 100% luôn. Thôi nói là 99% đi, chứ 100% thì e rằng lại hơi hơi phi thực tế. 99%. Cần tiền những toàn thông qua mẹ thôi, các ba mẹ đã cũng không muốn. Và đến khi phiên cốt đầu tiên chia sẻ với Cốt Minh Diệu rằng đó là gì ạ? Bố con luôn mắng chửi mẹ con và mắng chửi cả tụi con nữa. Bà nội cũng như vậy. Và con không muốn sống trong gia đình này nữa. Con chỉ mong ông ấy, đứa bé lớp 7 đó nhá, bạn nam lớp 7 đó nói bố là ông ấy. Con chỉ mong ông ấy, con chỉ mong hắn là đánh con, vì người cha này đã vũ lực với con khá nhiều lần rồi. Đó. Đánh con nặng hơn nữa để ông ấy vào tù. Cô Trang nghe chia sẻ xong sững người luôn. Và mình cảm thấy thương cả ông bố, thương cả đứa trẻ, thương cả bà mẹ. Vì sao? Các ba mẹ biết không? Ông bố bị quá nhiều tổn thương trong tuổi thơ và quá khứ. Có thể đâu đó bị thì cả áp lực trong cả công việc làm ăn. Cho nên dẫn đến câu chuyện là không hiểu con trai mà cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Và có thể đâu đó trong tuổi thơ của người bố đó đã bị ông nội cũng dùng đòn roi, áp lực, mệnh lệnh để dạy dỗ người cha đó. Cho nên cái thứ đó nó lặp lại ở thế hệ sau. Và cái tổn thương đó người cha chưa được chữa lành. Còn bà mẹ thì làm sao ạ? Thấp cổ bé họng xong cũng là ở cái tuýp là gì? Là gì? Tức là cũng không có cái chính kiến bản lĩnh để bảo vệ người con. Đó. Không có cương, chỉ có nhu thôi. Thiếu cương. Thế thì buổi sáng chủ nhật hôm đó, khi mà coaching cho đứa bé nam lớp 7 đó, thì buổi tối bữa ăn diễn ra như sau các bà mẹ. Trong buổi tối hôm đó diễn ra bữa ăn, cả nhà ngồi ăn.
Đó. Thế thì cái thằng cu lớp 7 ấy, là nó luôn luôn nó xung khắc với bố rồi. Cho nên lúc nào bố nhìn con cũng bằng ánh mắt nó ghét. Nhìn lúc nào cũng thấy lỗi các bà mẹ. Lúc nào cũng thấy lỗi của con. Đó. Thế thì nhìn thấy con nó đánh rơi cơm ấy, ở trên bàn ấy. Ông bố mới nói: mày nhặt cái cơm nó vào đi, để văng hết trên bàn à. Thế là thằng con mới bảo: con không có nhìn thấy. Đấy, cơm ở chỗ đấy đấy, nhặt vào đi. Thế thì nó nhặt cái chỗ nó nhìn thấy và chỗ nó đánh rơi thôi. Các ba mẹ nhặt vào cái bát, bát 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 để xương của bát gì đó, đó nhặt vào. Thế vẫn còn cơm ở chỗ đó. Ông bố mới bực mình, lại quát lên lần. À, lúc đó là ông bố nhá, nó cãi một lần là đã tát thằng bé đấy một lần rồi. Các bà mẹ tát bạn ấy một lần. Thế là đến lúc con nó mới bắt đầu nó phản ứng, tức giận hơn nữa. Nó bảo: chỗ cơm này là con không có đánh rơi ra, không phải con, cho nên con không nhặt. Ông bố mới nói: sao mày thiếu trách nhiệm thế, mày nhìn thấy cơm thì mày phải nhặt vào chứ. Nó cãi tiếp: nhưng con đâu có đánh rơi mà bắt con nhặt vào. Đó. Và cái tát thứ hai trong bữa ăn. Các ba mẹ biết không, sợ khủng khiếp. Sau cái tát thứ hai, các bà mẹ biết điều gì xảy ra không? Thằng bé đấy đứng dậy khỏi bàn, cũng là bực bội đập tay vào bàn, chồm người lên và nói với ông bố rằng: bố có biết không, bao nhiêu năm nay con chịu đựng bố lắm rồi đấy. Ông bố cũng đứng dậy tát cái thứ ba. Bà mẹ lúc đó thì đang chạy vào toilet hay sao, xong chạy ra chỉ nói vào: anh cư xử như thế là sai rồi, chấm hết. Đứa bé thì chạy vào trong phòng khóc tức tưởi. Thế thôi, không ầm ĩ, không gào thét, không gì hết cả, nhưng khóc ấm ức tức tưởi, tức là nó nén những tổn thương vào bên trong của nó. Người cha đấy là chủ doanh nghiệp, các ba mẹ nhé. Đó. Cho nên không phải chúng ta thành công trong xã hội mà chúng ta thành công trong việc nuôi dạy con. Vì vậy nhất định là gì? Chúng ta phải đốt nến hai đầu. Trong trường hợp hai cha mẹ chưa đốt được đầu của mình thì một trong hai người đốt trước. Các ba mẹ đồng ý với Cốt Trang điều này không ạ? Chúng ta sẽ đốt trước, một trong hai người phân nhau. Đó, đốt trước. Đó, rất đáng thương. Tại Hà Nội luôn đó các anh chị. Vâng. Đó. Và đó cũng là những cái bài học cho các gia đình hiện nay. Mà một trong hai cha mẹ mà không kiểm soát được cảm xúc, áp lực dẫn đến bất lực và không kiểm soát được cảm xúc, và dẫn đến cái việc mà nó rất đáng tiếc. Chữa lành cho mối quan hệ cha con này nó sẽ là gì? Mất rất nhiều thời gian đấy ạ. Mất rất nhiều thời gian. Và phải đến khi trưởng thành rồi có thể nó mới gì? Nó mới hết được. Phải trưởng thành. Đó. Các anh chị. Các anh chị thấy không ạ? Đó. Thế thì có bốn cái tuýp cha mẹ được phân chia theo giáo sư Trương Nguyện Thành, bốn cái tuýp cha mẹ được phân chia theo cái gì ạ? Theo cái khát vọng muốn con mình được chuyên nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta để có thể mà hiểu được con của mình, chúng ta cần hiểu những yếu tố gì, đúng không ạ? Trong các cái phiên chia sẻ trước, các buổi, các chương trình trước, cô Trang có nói đến hai cái công cụ đơn giản nhất, thì hôm nay cô Trang chia sẻ lại với các bậc phụ huynh, và hy vọng rằng các bậc phụ huynh, các ba mẹ đã nghe thấy hai công cụ này rồi và hiểu nó rồi, biết nó rồi, thì hãy kiên nhẫn để cho các ba mẹ khác được lắng nghe hai cái công cụ cô Trang sẽ chia sẻ cơ bản sau đây, được không ạ? Hai công cụ để chúng ta hiểu con, và sau đó nữa chúng ta sẽ có 13 yếu tố bắt buộc phải hiểu con mình, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được 13 yếu tố. Vậy thì hai công cụ đó là hai công cụ sau đây. Nó được mang tên, thứ nhất, đó chính là năm ngôn ngữ yêu thương, đúng không ạ? Năm ngôn ngữ yêu thương. Năm ngôn ngữ yêu thương. Đó. Năm ngôn ngữ yêu thương. Cô Trang viết thế này đi cho nó đẹp. Đó. Năm ngôn ngữ yêu thương. Vậy thì năm ngôn ngữ yêu thương này là gì? Số 1 đó chính là lời nói yêu thương, đúng không ạ? Lời nói yêu thương là số 1 này. Một là lời nói yêu thương. Các ba mẹ ghi nhanh giúp cho Cốt Trang nhé.
Thứ hai, đó chính là thời gian chia sẻ. Thứ ba, đó chính là hành động giúp đỡ. Đó. Thứ tư, đó chính là tiếp xúc về cơ thể. Và cuối cùng, đó chính là những món quà, là số 5. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Rồi. Các ba mẹ hãy là comment và zoom chat giúp cho cô Trang 5 cái ngôn ngữ yêu thương vừa rồi nhé. Đúng không ạ? Nốt vào sổ và comment. Đó là cái cách chúng ta gì? Huấn luyện cho các phản xạ của mình và để một lần ghi nhớ. Đúng không ạ? Huấn luyện cho các phản xạ và một lần ghi nhớ. Số 1 là gì ạ? Lời nói yêu thương. Số 2 là gì ạ? Thời gian chia sẻ. Số 3 là gì ạ? Hành động giúp đỡ. Số 4, tiếp xúc cơ thể. Thứ 5, những món quà. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta xem ngôn ngữ yêu thương của các con nó là cái gì? Ngôn ngữ yêu thương của các con mình nó là cái gì? Thì lời nói yêu thương đó là những đứa trẻ vô cùng thích nghe những lời nhẹ nhàng, dịu dàng, âu yếm. Những lời cổ vũ, khích lệ, động viên. Nó cực kỳ sợ khi bị ai đó nạt nộ, quát tháo, mắng nhiếc, chỉ trích. Các anh chị biết không? Có 6 nỗi sợ hãi lớn, có 6 nỗi sợ hãi chủ yếu của người. Thì nỗi sợ hãi số 1 của con người đó chính là sợ bị chỉ trích. Đúng không? 6 nỗi sợ hãi lớn của con người thì cái nỗi sợ hãi lớn nhất trong 6 cái nỗi sợ hãi đó, chủ yếu đó thì nó là sự chỉ trích. Sợ kinh khủng khiếp. Và người ta còn nói rằng sự chỉ trích là một tội ác. Một tội ác luôn. Napoleon Hill, ông ấy đã tổng kết lên cuốn sách đó. Đúng không ạ? Cho nên sự chỉ trích này là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Thì teenager cũng tương tự nhiều bạn. Nhưng hầu hết các gia đình trước đây, chúng ta cứ đến bữa ăn là chúng ta gì ạ? À, chúng ta bắt đầu nhắc con này, chúng ta chỉnh con này, chúng ta nói cái lỗi của con này. Đúng không ạ? Đến bữa ăn tối thường làm cái việc đó. Bởi vì ít có thời gian ngồi với nhau. Cho nên là gì? Lúc mà ngồi cùng ăn với nhau thì ôi thôi chỉnh con nó một tí, nhắc con nhá, à, việc học nhá, lối sống nhá, quan hệ bạn bè nhá, tiêu tiền nhá. Đúng không ạ? Thái độ nhá. Vân 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 vân. Đó. Và bây giờ chúng ta phải thay đổi thói quen tương tác giao tiếp trong bữa ăn tối của các gia đình. Các anh chị ạ, các anh chị hãy ghi cái câu nói đó vào. Thay đổi thói quen tương tác trong bữa ăn tối. Để chuyển từ cái việc rút kinh nghiệm góp ý sang cái việc là truyền cảm hứng. Đúng không ạ? Sang cái việc truyền cảm hứng. Rút kinh nghiệm góp ý, lúc khác phù hợp hơn. Bữa ăn là cái lúc mà cần cảm xúc nó được vui vẻ, thoải mái để gắn kết. Và Cốt Trang đã từng mắc sai lầm về chuyện đó, các anh chị đã từng làm điều đó đó. Mình nghĩ lại cái giai đoạn đó, vô minh lắm. Vì mình tranh thủ thời gian mà, có cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái. Cho nên rút kinh nghiệm góp ý, rồi phê bình, rồi nhắc nhở luôn trong bữa ăn. Bởi vì lúc đó thì có mặt đầy đủ. Mình đưa lý do là có mặt đầy đủ. Nhưng không, chúng ta sai lầm nghiêm trọng. Đúng không? Đó. Thứ hai nữa là với đứa trẻ mà thích cái thời gian chia sẻ ấy, đó là gì? À, chúng nó rất là thích gần gũi mình. Đi đâu cũng cùng này, làm cùng này, chơi cùng này, học cùng này, hay cái gì đó. Nói tóm lại là thích được gì? Gần gũi với cha mẹ. Đó, thích có thời gian chia sẻ. Dẫn nó đi đo kính này, không phải con tự đi này. Dẫn nó đi làm cái gì đó khi con cần thiết. Đấy, thời gian chia sẻ. Đấy. Thì nó sẽ bám càng chúng ta nhiều hơn. Thì những đứa trẻ đấy là đến tuổi teenager này là cứ bám bố mẹ đấy. Bố mẹ rủ đi chơi là đi đấy. Nhưng ba đứa con thì Cốt Trang bây giờ rủ đi ấy, chỉ trừ khi có bạn thì nó mới đi thôi. Chứ bây giờ rủ là các con nó không đi, các cháu nó không đi nữa, các ba mẹ không đi nữa. Không có đi nữa. Không thích đi cùng nữa. Cho nên con nhà Cốt Trang là không ở cái tip là thời gian chia sẻ được. Đến cái phần thứ ba, đó là cái phần hành động giúp đỡ. Hành động giúp đỡ là nó vô cùng cảm kích nếu như ba mẹ hoặc ai đó giúp nó giải quyết những cái mắc kẹt hoặc là những cái thứ gì đó mà nó đang cần. Thì nó rất là cảm kích. Theo quan sát của Cốt Trang ấy, thì Cốt Trang cho rằng là gì? Hầu hết những đứa trẻ là đang sở hữu cái ngôn ngữ yêu thương này. Đúng không ạ? Hầu hết đứa trẻ sở hữu cái này. Và cái lời nói yêu thương nữa. Phần lớn hơn. Đúng không ạ? Tiếp theo ngôn ngữ số 4 này. Đó chính là tiếp xúc về cơ thể.
là nó rất là thích ôm, chạm, nắm, sờ, mó, giao tiếp mắt, massage, đấm lưng hoặc cái gì đó về tiếp xúc với cơ thể. Được không ạ? Thế thì cho đến thời điểm này khi mà cốt trang, cốt ấy, thì chỉ có 10% cái bọn teen đấy là nó thích như thế thôi. Cho đến bây giờ là ôm nó cũng cách xa xa ra. Đấy, 10% thì là ôm thật với ba mẹ. Đó, còn không thì ôm phần trên thôi. Các ba mẹ ở đây ôm nhau này. Đúng không? Còn từ ngực chỗ trở xuống là nó cách ra. À, ôm chặt hơn tí đi con. Ôm thì truyền động lực cho mẹ đi con. Thế nó chặt mỗi cái cổ này vào thôi các ba mẹ. Đó. Còn phần dưới nó không có cho chạm. Nó không thích chạm vào nữa. Đấy, xong bắt đầu ngại ngại dần. Thậm chí là từ cái chuyện giao dịch, dịch chuyển từ cái phần mà gì? Bên dưới tin. Vì tuổi tin bây giờ là từ lớp 4, lớp 5 rồi. Cái đội tin là đang được cốt là từ lớp 4 luôn rồi các ba mẹ. Đó. Thì là sao ạ? Trước đây đưa con đến trường ấy thì ôm này, hôn này, này nọ này, tạm biệt này, nắm tay này. Nhưng bây giờ nắm tay nó mà dẫn nó đi trên đường ấy, nó còn không thích, nó bỏ bung tay ra. Nhỡ bạn nào nhìn thấy lại bảo con là con nít với chổng tre. Đấy, cho nên nó không thích. Đúng không? Còn nói là thơm thít thì thôi bỏ luôn. Giỏi lắm là chúc con ngày vui vẻ. Thế thôi, high five. Thế thôi. Chứ không có ôm yếu thơm thít như cái ngày bé nữa. Đó, nó dịch chuyển về sinh lý, tâm lý rồi. Và ngôn ngữ cuối cùng các cha mẹ đó là những món quà. Thì 100% những đứa trẻ đều có ngôn ngữ yêu thương này. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây, khi được chia sẻ năm cái ngôn ngữ yêu thương này thì để chúng ta làm gì? Làm gì ạ? Bây giờ các ba mẹ làm động tác này giúp cho cô Trang nha. Giúp cho cô Trang nha. Xác định hai ngôn ngữ yêu thương chính của con mình và cả của chính mình và cả luôn cho gia đình của mình. Là xem hai ngôn ngữ yêu thương chính nào của các thành viên trong gia đình của mình. Đúng không ạ? Và bắt đầu từ chính bản thân rồi đến đứa con teenager giờ cho đến các thành viên còn lại. Mục đích làm gì ạ? Đi vào lòng người khác một cách dễ dàng. Đó là ngôn ngữ yêu thương của họ. Đúng không ạ? Họ sẽ rất cảm kích. Teenager sẽ rất là cảm kích. Và chúng ta sẽ rất dễ dàng gì ạ? Đi vào lòng của con. Đúng không ạ? Đó. Công cụ thứ hai, cô Trang muốn các ba mẹ là xác định được tử huyệt cảm xúc cho con theo hai, đó là gì? Kim tứ đồ tứ tử huyệt cảm xúc. Kim tứ đồ tứ tử huyệt cảm xúc đó chính là tình, tiền, danh và kỷ, đúng không ạ? Tình, tiền, danh và kỷ ha. Tình này, tiền này, danh này, kỷ này. Đó. Hãy xác định cho con xem con nó thuộc cái tử huyệt cảm xúc nào. Rồi, thế thì cái điều này để làm gì? Đó. Để cô Trang chia sẻ với các bậc phụ huynh cái câu chuyện sau đây. Câu chuyện sau đây. Bao nhiêu các ba mẹ biết câu chuyện về gót chân A xin, xin comment số 9. Để cô Trang quan sát nào. Bao nhiêu các ba mẹ biết câu chuyện về gót chân A xin, xin comment số 9. Comment số 9 đi các ba mẹ. Rồi, những ba mẹ đã biết rồi, nghe cô Trang chia sẻ câu chuyện này nhé, lại nha, đúng không nào? Thế thì A xin, đó chính là một chàng trai của Hy Lạp. Và khi sinh cậu ấy ra, người mẹ là một nữ thần. Bà ấy có làm một phép bùa như sau. Bà ấy nhấc chân cậu bé lên, cầm hai tay vào hai cái gót chân của cậu bé nhấc lên và nhúng xuống dòng sông. Mà dòng sông đấy là ranh giới của thiên đàng và địa ngục. Để cái dòng sông đó nó có một cái tác dụng đó là giúp cho cơ thể của cậu ấy được cứng như sắt như đồng và để bất tử, và bà mẹ yên tâm ở chuyện đó. Nhưng điều đó cũng không hề diễn ra, và người ta tìm ra được một cái tử huyệt và người ta đánh đúng vào tử huyệt đó của A Xin, đó chính là gót chân. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái nơi mà bà chạm
tức là bà mẹ là nữ thần ấy, chạm tay vào để nắm hai gót chân thì nước của dòng sông đó không được phủ lấp vào gót chân của cậu bé. Và đó chính là tử huyệt. Đó. Vậy thì ở đây câu chuyện này đưa đến một thông điệp gì cho chúng ta? Thì thưa các ba mẹ, đó là cái việc bất cứ một con người nào dù ý chí, nghị lực, bất khuất, kiên cường, quyết tâm, đó, vân vân, tài năng đến tột đỉnh, chúng ta đều có những tử huyệt nhất định. Tử huyệt đó nếu mà rơi vào tay người xấu thì họ sẽ thao túng chúng ta. Hay nói cách khác, nếu như ba mẹ nào đó mà đang dùng cách để thao túng con thông qua tử huyệt thì đó lại là việc gì? Tiêu cực. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu được về tử huyệt của ai đó để chúng ta dẫn dắt họ thì dẫn dắt nó lại là tích cực. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây tử huyệt cảm xúc này nó giúp cho các ba mẹ hiểu thấu về con của mình để các ba mẹ dẫn dắt con của mình đúng cách. Đúng không ạ? Vậy tình là gì? Là đứa trẻ cực kỳ tình cảm, sống tình cảm, coi trọng mối quan hệ và đôi khi hơi yếu đuối, thích nghe nói nhẹ nhàng ngọt ngào lắm. Mắng mỏ, chửi mắng, trách phạt cái thứ là bị mắc kẹt sâu vào trong cảm xúc đó. Đúng không ạ? Thường là những đứa trẻ rất là nhẹ nhàng, yếu đuối, nhỏ nhẹ. Đó. Và thích được dựa vào ba mẹ. Thế còn những đứa trẻ mà thích về tiền á, là không phải là nó thực dụng về tiền đâu. Nhưng thực sự nó có đầu óc lanh lẹ về tiền, thích được tạo tiền, khát khao sau này kiếm tiền. Ví dụ như con của mẹ Nguyễn Thành ở đây, bạn thứ hai đang học lớp 6 của trường Công Cóc tại Đông Anh, thì bạn ấy rất thích kiếm tiền và tư duy về tiền tuyệt vời. Và buổi sáng hôm qua, Cốt Trang vừa coaching cho bạn lớp 11 tư duy về đồng tiền. Thái độ ứng xử về đồng tiền cũng rất tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời. Đó. Và vì vậy là không có gì sai nếu con thích tiền, khát khao có tiền. Đúng không ạ? Đó là điều tuyệt vời đấy. Cho nên bây giờ là nếu giảng dạy và đưa cái trí tuệ và cái kỹ năng để chúng ta có thể là hiểu được cái cách quản lý đồng tiền và dòng tiền cho lũ trẻ, đặc biệt là tự tin, càng sớm thì càng tốt. Chúng nó có thái độ trân trọng về đồng tiền. Đúng không ạ? Và sau này chúng ta sẽ biết cách là gì? Kiếm, giữ, phát triển đồng tiền. Đúng không ạ? Đứa trẻ mà có cái tử huyệt mà danh thế này, ôi trời ơi, thích khen lắm, thích được ghi nhận, thích được đề cao, cho nên là đấy là thích về danh đấy, thích chức vụ nữa, lớp trưởng, lớp phó, cái gì gì đó, thích về cả phần thưởng, thích cái về cả gì ạ, về cả gì, thành tích, giải thưởng, có được giải thưởng, tự hào đó. Vậy thì đấy là những cái đặc điểm của những đứa trẻ mà có tử huyệt cảm xúc là danh, đúng không ạ? Thế còn kỷ thì sao ạ? Kỷ là bản thân này. Những đứa trẻ này lúc nào nó cũng đề cao bản thân nó lên hàng đầu luôn. Và đôi khi hơi ích kỷ. Nhìn thấy những đứa trẻ đấy đôi khi hơi ích kỷ. Nó vì bản thân nó. Đồ chơi nó giữ cẩn thận lắm. Sách mượn của nó đừng để rách. Đấy. Sờ mó vào cái gì gì đó là một là nó không thích. Hai là nếu mà có thì phải trả đúng nguyên trạng. Đó. Và rồi nó thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích dùng những cái thứ tiêu chuẩn 5 sao. Bản thân. Vậy thì con của anh chị, con của các ba mẹ thuộc tuýp nào trong 4 tuýp tử huyệt cảm xúc theo cái kim tứ đồ tứ tử huyệt cảm xúc này, thì các anh chị hãy xác định nha. Mục tiêu để làm gì? Hiểu mình, hiểu con và để mình có một cái giao tiếp đúng đắn với con. Đúng không ạ? Vậy thì sơ bộ như vậy về cái phần chúng ta hôm nay để có thể hiểu mình và hiểu con, thì Cốt Trang xin phép các ba mẹ được kết thúc cái phần chia sẻ của mình tại đây. Đúng không? Cho cái bước đầu tiên là thấu hiểu 2H các ba mẹ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thêm 20 phút nữa, tối đa 20 phút nữa, đúng không ạ? Để các ba mẹ có thể đặt luôn câu hỏi coaching tại chỗ, để hội đồng các coach của NBB và Cốt Trang sẽ xin được coaching trực tiếp ngay tại Zoom buổi ngày hôm nay. Đúng không ạ? Buổi hôm sau
chúng ta cũng sẽ bắt đầu chính thức từ 8 giờ, cho nên xin các ba mẹ vào sớm 5-10 phút và chúng ta sẽ kết thúc lúc 9 giờ, đúng không ạ? Hôm nay là buổi đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái thời lượng nó vượt quá cái thời lượng của chương trình. Đó. Và buổi hôm sau chúng ta sẽ là giới hạn cái khuôn khổ để các ba mẹ còn làm việc khác. Thời gian nó vô cùng quý giá, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng sẽ có ba cái bước như thế này các anh chị ạ. Ba bước như này nha. Này, để cô Trang chia sẻ nốt cái sơ đồ như này và anh chị sẵn sàng là đưa các vấn đề của con mình cụ thể ra để coaching trực tiếp tại đây ha. Vì câu chuyện của đứa bé này, của teenager này có thể là câu chuyện của teenager khác, của con, của ba mẹ khác. Cho nên là nghe cái coaching cho đứa trẻ này, cho vấn đề của ba mẹ này thì cũng giải quyết được vấn đề cho ba mẹ khác, được không ạ? Chúng ta sẽ nỗ lực hai chiều nhé, chiều các chuyên gia và chiều các ba mẹ. Chúng ta sẽ có ba cái bước như sau này, ba cái bước như sau các ba mẹ, ba cái hành trình như sau các ba mẹ, đó nha. Đó, hành trình đầu tiên, bước đầu tiên đó là kiến thức, thì chúng ta phải cập nhật cái kiến thức vào, đúng chưa? Đầu tiên là kiến thức, thì Cốt Trang đang làm cái bước đầu tiên đó, trao cho các ba mẹ các kiến thức, các tri thức, các trí tuệ. Đến bước thứ hai, ba mẹ sẽ phải gì? Open mind, để nhận thức được ra cái vấn đề đó, đúng không ạ? Thì cô Trang tiếp tục giúp các ba mẹ nhận thức, đúng không ạ? Và sẽ biến thành cái nhận thức của mình, được chưa ạ? Đó, bước thứ hai, đây là bước số 1, bước số 2. Và đến bước thứ ba này nó mới cho ra kết quả các anh chị ạ. Cho nên là kiến thức là bình thường, ứng dụng kiến thức mới phi thường. Đến bước thứ ba này, nó chính là hành thức. Nên các chị phải hành động, đúng không? Các ba mẹ phải hành động. Không có gì khác ngoài hành động cả. Chúng ta thu nạp cả một mớ lượng tri thức, kiến thức, trí tuệ rồi. Chúng ta nhận thức được điều đó là đúng đắn và phù hợp tốt cho con mình, gia đình mình và mình rồi. Và bây giờ đến bước thứ ba, đó là hành thức. Hành thức, đúng không ạ? Đi qua ba cái bước như này để chúng ta gì? Thay đổi cái kết quả như chúng ta mong muốn. Kiến thức, nhận thức, hành thức, đúng không ạ? Và bây giờ sẽ sẵn sàng cho ba mẹ đầu tiên đặt câu hỏi coaching trực tiếp cho các vấn đề cụ thể của con mình đang kẹt phải ở các bạn teenager. Xin mời ba mẹ đầu tiên nào. Rất là cảm ơn tất cả các ba mẹ. Ba mẹ nào mà đang gặp cái mắc kẹt hoặc con của các ba mẹ đang gặp mắc kẹt, bật mic lên và đặt câu hỏi đầu tiên cho hội đồng các coach của NBB ạ. Và coach Trang cùng với các coach của NBB sẽ sẵn sàng coaching trực tiếp tại đây các vấn đề đó cho ba mẹ nha. Được nào? Alo? Chờ mẹ một tí. Alo? Mời Bùi Thanh Ngọc. Vâng. Mời... Em chào cô Trang và chào các cô ạ. Trường hợp của em có hỏi cho con trai em, hiện tại em bạn 15 tuổi. Em cũng có qua một cái buổi, khoảng 3 buổi trước đây mà theo cùng cô ấy, thì về mẹ con cũng đã trò chuyện rất là nhiều. Thế thì cũng hỏi với con rằng là thế thì sau này con muốn trở thành người như thế nào? Thì con bảo là con chỉ cần đi làm công việc văn phòng bình thường với mức lương bình thường, có nghĩa là mục tiêu của bạn là mọi thứ nó rất đều bình, nghĩa là không có một cái sự phấn đấu. Thế thì em muốn hỏi cô là có thể cho em lời khuyên là thế thì bây giờ em phải làm gì với bạn ý để thúc đẩy cái mơ ước, cái mục tiêu phấn đấu của bạn lên. Yeah, okay. Bởi vì bạn này là một người rất dễ tính, rất hài lòng với mọi thứ bạn ấy có nghĩa là bạn ấy không có một sự nỗ lực gì cả. Mọi thứ của bạn nó cứ đều đều, nó cứ chầm chầm, nó nhẹ nhàng. Rồi. Và nó không bật được lên. Rồi, có nghĩa là hiện nay á, bạn Hoàng Sang nhà mình á, là dạ. Mục tiêu không có cao. Và mẹ đặt kỳ vọng của con hơn nhiều, đúng không? Các con NBB là có thể là trả lời, có thể coaching được cái vấn đề nhỏ này cho mẹ Bùi Thanh Ngọc, được không ạ? Mời cô Tạ Thanh Hương nhé. Xin chào các bố mẹ, xin chào cô Trang và chào Bùi Thanh Ngọc. Chào cô ạ. Cốt cái vấn đề
đi cụ thể vấn đề của Thanh Ngọc ấy, thì mình muốn hỏi mẹ một câu là vậy thì mong muốn của mẹ bây giờ ấy, là mẹ mong bạn ấy sẽ thực sự thành người như thế nào? Thực ra thì em không có đặt yêu cầu đặt cao cho con, nhưng tuy nhiên rằng là em đang nghĩ là với một cái tuổi của bạn ý thì cái ước mơ, một cái hoài bão, một cái mục đích của bạn nó sẽ phải cao hơn như thế. Hoặc là bạn có thể làm nhạc sĩ, bạn có thể làm ca sĩ, bạn có thể là một nhân viên tài chính hay một cái gì đấy đại loại, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ rõ ràng hơn với việc là con chỉ ước mơ để thành một nhân viên văn phòng, ngày đi làm 8 tiếng xong rồi về nhà. Thế thì em thấy cái ước mơ đấy nó có vẻ nó có như nào nhỉ? Em nghĩ đấy không phải là ước mơ mà đấy là một cái gì đấy bạn nghĩ là chắc sau này bạn sẽ như thế. Có, mình đang hiểu ở đây là có thể là mẹ đang muốn một cái kỳ vọng của con nó cao hơn đúng không ạ? Thế hiện tại thì cho mình hỏi thêm một chút là hiện tại thì bạn 15 tuổi nhà mẹ Thanh Ngọc ấy, là con có học nổi trội một cái môn nào đấy không ạ? Thực ra con học toán cũng được, con học ngoại ngữ cũng được, nhưng mà văn con thì không tốt lắm. Được là thế khả nào? Năng được cụ thể được là ở mức độ có thể là khá, chứ còn nó không phải là xuất sắc. Được là được, em đang so sánh trên mặt bằng chung ở trong lớp của bạn ý thì là và học con là có được. thích cái con có thích cái điều đấy không hả em? Để em nói với chị là bạn này, bạn ý bạn học được nhưng mà vẫn là lười và cũng chỉ học đều đủ, cô giao bài trên lớp làm đúng như thế là hết, đại loại thế, chứ không có một cái sự gọi là vì đam mê mà có thể bạn sẽ làm mà bạn sẽ tìm hiểu thêm ở ngoài hay như thế nào đấy thôi. Có nghĩa là mọi thứ của bạn ấy nó đều thì mẹ bảo thế thì con làm, đại loại như thế, mẹ bảo học thêm thì con học, nhưng mà nói chung là không có sự đam mê và không có sự sự sự, sự có nghĩa là bạn ấy cái gì của bạn nó cũng rất là mờ nhạt, thất nhạt. Có nghĩa là mẹ đang nhìn thấy ở đây là con chưa, theo như đánh giá của mẹ là con chưa đặt được một cái mục tiêu mà nó đủ mạnh đúng không ạ? Đủ lớn hoặc đủ mạnh như là mẹ đang mong muốn, có phải thế không ạ? Rồi em thấy bạn học toán được, học tiếng Anh cũng được, có nghĩa là em đã nói với bạn là học, em bảo là con thích cái gì cũng được, mẹ sẽ đầu tư cho con. Ví dụ con thích có một thời gian bạn bảo thích bạn chơi đàn guitar, rất thích là đi học, bảo ok con thích đi học, mẹ cho đi học. Nhưng là em muốn là bạn ấy sẽ có một cái đam mê gì đấy để bạn sống hết mình về cái đấy. Ví dụ như bạn cũng rất thích chơi bóng rổ chẳng hạn, thì em bảo nếu mà con thích học bóng rổ thì mẹ sẽ cho con học một lớp bóng rổ gì đấy, nhưng mà đại loại là bạn cũng không có nhu cầu nhiều lắm, nó chỉ là thích ý thích là thế bạn thôi. Chưa kiên định đi theo một cái mục tiêu cụ thể nào đúng, đúng không rồi, xác định được một cái mục tiêu cụ thể nào. Thế hiện đúng tại rồi, hỏi là thế hiện tại thì mẹ Thanh Ngọc đang làm trong cái lĩnh vực gì, công việc em làm trong em đang làm kinh doanh đấy ạ. Em làm kinh doanh, em có thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình không, nếu như theo cái đánh giá của em không? Thực ra em làm là kinh doanh, là kinh doanh cho một đơn vị. Công việc của em cũng là một công việc em nghĩ là nó đều thôi, và chứ nó không phải là mọi là chứ không phải là em tự doanh, nhưng không phải là mình làm chủ doanh nghiệp. Vậy thì là mình bây giờ hiện tại là cuộc sống của mình bình thường vậy, và hiện tại thì mẹ có hạnh phúc hoặc là mẹ cũng có hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mẹ không ạ? Em rất vui, em rất hài lòng với cuộc sống bây giờ hiện tại với gia đình nhỏ của mình. Vâng, và như thế là mẹ đang có một cuộc sống bình thường đúng không ạ? Cũng không có cái gì là nổi trội, nhưng mà mẹ hạnh phúc và mẹ hài lòng với cái cuộc sống đấy. Mình đang hiểu như thế có đúng không? Em nghĩ cuộc sống của em cũng nghĩ là nó bình thường, nhưng mà theo cái nghĩa của mình, có nghĩa là mình cảm thấy mình rất vui vậy với công thì việc của mình. Vì lý cũng do gì ạ? Vì lý do gì hoặc là vì xuất phát từ đâu mà mẹ nghĩ là con sẽ tốt hơn khi con là trở thành một nhạc sĩ hay là một họa sĩ hay là một cái người về tài chính như là mẹ mong muốn lúc ban đầu? Xuất phát từ cái lý do gì ạ mà mẹ nghĩ là con sẽ, khi mà con trở thành như thế thì con sẽ tốt hơn ạ? Không, ý em nói là không phải vì em chưa biết là con sẽ tốt cái gì, nhưng ý em nói là bởi vì bạn rất là nhạt và bạn cũng thậm chí còn chưa phát hiện ra là bạn có năng khiếu gì, chứ không phải là em muốn con làm cái gì đấy trưởng thành hơn, hoặc là có một cái vị trí gì tốt hơn, hoặc là có một cái thu nhập hay là một cái công việc tốt hơn, thì không phải là em ý em nói là thường thì với các bạn, em không biết với một số mẹ đây có thể chia sẻ rằng con nhà mình thích gì, thì em thấy nhiều bạn có nghĩa là có thể ước mơ các bạn sẽ thay đổi, nay bạn thích làm cô giáo, mai thích làm bác sĩ, ngày kia thích làm ca sĩ, và em đang nghĩ là cái tuổi này của bạn cũng là một tuổi xây dựng ước mơ. Thế nhưng mà bạn này thì em thấy là bạn ấy không 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 có một cái mục tiêu gì rõ ràng cả, còn mọi thứ của bạn nó rất mờ nhạt. Ok, tầm tuổi này em nghĩ vâng. Cho cô Trang hỏi Thanh Ngọc câu này, Hoàng Sang là con số mấy nhỉ? Hoàng Sang đã được coaching nhân số học chưa?
Rồi ạ, cô trình Cùng nhân mấy số học bạn ấy. đó, thưa các ba mẹ, là gì, là cái câu chuyện là rất nhiều ba mẹ kỳ vọng nhiều hơn thế đối với đứa con, đúng không ạ? Kỳ vọng nhiều hơn so với đứa con, cho nên là cái việc mà chúng ta luôn luôn mong chúng trở thành người mà chúng ta mong muốn hơn là việc để cho chúng là thứ chúng vốn là. Thế thì ở đây có một cái điều mà nó hay, đó là Hoàng Sang là con của Bùi Thanh Ngọc á, là học cùng với con gái lớn của cô Trang cái hồi mầm non, cho nên mình có biết một chút xíu về bạn đó, tức là giờ đang học với năm lớp 9 hả? Thanh Ngọc đâu rồi? Mẹ Ngọc đâu rồi ạ? Đó. Ok, Bùi Thanh Ngọc đã kết nối trở lại được chưa? Được chưa ạ? Stop con nói à? Done speaking. Ok. Thế thì trong lúc chờ đợi để cô Trang là cô Trinh tiếp cho cái vấn đề đó, tức là một là mục tiêu nó không rõ ràng, hai là ước mơ nó không có khát vọng cháy bỏng lên, nó cao lên cho cái teenager này, đúng không ạ? Thì xin mời một ba mẹ khác đặt cái vấn đề của mình ra luôn bây giờ, đúng không ạ? Để lát nữa thì khi mà mẹ Bùi Thanh Ngọc sẽ sẵn sàng thì cô Trang sẽ tiếp tục cái phiên code trực tiếp ngắn gọn này. Mời các ba mẹ khác đi ạ. Cầu thang á, bao nhiêu sạch ra Ba mẹ nào đặt tiếp câu hỏi cho vấn đề của con mình đi ạ. Xin mời Trần Hạnh. Xin chào mời mẹ em, Trần Hạnh. chào và chào chị và chào các bạn. Mặc dù cho em hiểu là em À, có mất rồi. Mẹ mẹ Trần Hạnh có nghe rõ không ạ? tôi lại Mẹ có Trần Hạnh nghe rõ không ạ? có À, ok. Thế thì mẹ Trần Hạnh chờ một chút xíu nữa, vì mẹ vâng Thanh Ngọc đã xuất hiện trở lại, thì cô Trang vâng muốn cái vấn đề kia để được kết thúc rồi sẽ chuyển sang cái vấn đề của con mẹ Trần Hạnh được không ạ? vâng ạ Rồi, rất là cảm ơn mẹ Trần Hạnh. Thế thì ở vâng đây nha, à, Hoàng dạ Sang, à, Thanh dạ Ngọc có thể nói cho cô Trang biết đó là gì, số con số của Hoàng Sang là số mấy, số 8 ạ. được kết cấu bởi con số mấy, số mấy? Kết cấu số mấy ạ? À, số Để 8 được em kết xem cấu nào. bởi 3 hay 5 hay là hai hay sáu hay là bốn hay bảy? Số 8 này kết hợp bởi số 5 ạ. Số 5 Ba với và số năm? 10. No. 3 và 5 hoặc 2 và 6 hoặc là 4 và 4 hoặc là 1 và 7. À, để em đang không số Đọc ngày 3 này, sinh số luôn 6, số đi. 9 này. Đọc ngày sinh của bạn đi rồi mình sẽ tính cho bạn thì Ngọc có thể 10. cách tính. Bạn sinh ngày 15 tháng 11 2000 2007 ạ. Rồi, 2007 là 9, 15 là 6, tháng 11 là 2, 62 là 8, 89, 17 là con số 1 và số 7, được chưa nào? Rồi, Vâng, 1 và xin 7 một kết cấu vâng. đến 8 nha. Thế thì theo cái tuýp của Hoàng Sang ấy, ngày xưa bác Trang cũng đã từng tiếp xúc ấy, bạn Hoàng Sang sẽ thích cái sự thoải mái nhiều hơn là cái tính kỷ luật. Cho nên là để thúc đẩy bạn ấy mà có cái tính kỷ luật cao lên, để vượt lên những cái vượt ngưỡng và những sự thách thức là nó sẽ kém đi. Ngoài ra này, các ba mẹ biết không, khi mà cô Trang coaching trong những cái dạo gần đây mà cô Trang ngạc nhiên luôn á, ngạc nhiên luôn, tại sao cái giới teenager thời điểm này chúng nó trả lời với cô Trang rằng con chẳng mong cái gì nhiều, con chỉ mong cuộc sống được vui vẻ. Ví dụ như bạn Hoàng Bình Minh mà hiện nay đang định cư tại Hoa Kỳ, bạn ấy được coach trong vòng 3 tháng, bạn cũng rất xuất sắc ở cái trường tại Hoa Kỳ luôn, nhưng bạn ấy nói con cần sự vui vẻ. Các ba mẹ, tiếp theo nữa cũng có rất nhiều bạn khác mà thật ra là cô Trang nhìn thấy rằng có thể thúc đẩy bạn ấy lên chút nữa, nhưng các bạn ấy nói rằng chúng con không thích là có quá nhiều tiền để áp lực, đúng không? Không thích có quá nhiều tiền. À, xin phụ huynh nào mà đang bật mic ấy là tắt mic giúp cho cô Trang nhỉ? Ai đó này, tắt mic này. Ok, rồi. Rồi, cô Trang xin phép tắt hết mic của mọi người đi đã nhé. Đó. Tức là gì? Tụi con không thích là bị áp lực, hoặc là vì việc kiếm nhiều tiền mà trở nên áp lực. Chúng con thích một cuộc sống vui vẻ, cho nên trước hết là vui vẻ đã. Đó. Và mình nghe cái điều này là mình mới giật mình. Mình giật mình và bảo, ồ, như thế này đồng nghĩa với việc là đâu đó chính cha mẹ của những đứa trẻ đó đang rất áp lực vì đồng tiền,
cho nên cuộc sống kém vui vẻ hoặc không khí trong gia đình kém vui vẻ. Vì vậy chúng nó khát vọng, khát khao có một cuộc sống vui vẻ trong tương lai khi chúng trưởng thành. Vậy thì trước hết, ở đây câu chuyện mẹ Thanh Ngọc không hề có sai trong chuyện là mình mong muốn con của mình gì? Khát vọng hơn nữa, mạnh hơn nữa để sử dụng hết tài năng của chúng, của con mình. Nhưng chúng ta phải thấu hiểu chính xác xem con mình nó như thế nào. Đó, cho nên nếu như một đứa trẻ bây giờ hiện tại nó vẫn còn đang mông lung trong mục tiêu và nó đâu đó là thích một cuộc sống bình thường thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể an tâm bởi điều đó. Còn nếu như con nó muốn được là gì? Ba mẹ muốn được là thúc đẩy con được phát triển hơn nữa, gia tăng hơn nữa tài năng thì phải gắn vào tình huống và bối cảnh. Các ba mẹ nhé, và mẹ Thanh Ngọc nhé, gắn tình huống và bối cảnh để bắt đầu chúng ta mới cho nó cái cơ hội để thúc đẩy nó. Vậy thì làm thế nào? Một, đó là trong những cuộc trò chuyện giao tiếp, đúng không ạ? Cô Trang xin phép được xem màn hình để viết cái này, điều này lên cho các ba mẹ nhé. Trong các cuộc trò chuyện và giao tiếp thì các ba mẹ hãy truyền cảm hứng cho con. Nói nhiều về những cái idol mà con nó thích, đúng không ạ? Nói về nghề nghiệp của ba mẹ, nói về cái người mà con nó biết trong mối quan hệ của ba mẹ ấy, là thành công, thành đạt và khiến con nó ngưỡng mộ. Đó. Thế thì ngay như cô Trang cũng xây dựng cái khóa, một cái lộ trình cho các ba mẹ ở ba cái cấp độ luôn. Thì để đến cấp độ số 2 là các ba mẹ lúc đấy có thể trở thành coach cho con của mình, đúng không ạ? Những cái buổi trò chuyện ngắn ấy, những buổi trò chuyện ngắn, các anh chị có thể hiểu rằng đó chính là những phiên cốt nhỏ cho con một cách tự nhiên. Thì khi các cha mẹ trở thành các cha mẹ cốt ấy, nó rất tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Thì ở cái chương trình đầu tiên đó chính là NLP for Parent. NLP for Parent đó là cấp độ số 1. Tức là cơ bản các anh chị sẽ được sở hữu về NLP. Hai nữa lên cấp độ số 2 đó là gì? Parent Coach. Đó. PC, parent coach, cha mẹ trong vai trò làm coach cho con của mình. Và cuối cùng, nấc thứ ba là cái nấc cao nhất trong khóa huấn luyện của cô Trang dành cho các ba mẹ, đúng không ạ? Đó chính là parent inspiring, cha mẹ truyền cảm hứng. Thế thì vậy vấn đề của Thanh Ngọc, vấn đề của Thanh Ngọc ở đây đó là việc tạo ra những cái cuộc trò chuyện đầu tiên, đấy là nấc thang 1, đúng không ạ? Để là gì? Hỏi con của mình này, idol con thích là ai? Ba mẹ có những cái thành công như thế này, hoặc là con thích những cái bác nào, cô nào, hoặc những ai đó mà đã từng gặp, thì vì sao con thích cái điều đó? Con có muốn cái điều đó xảy ra với con trong tương lai hay không? Đúng không ạ? Tiếp theo nữa, đó là gì? Đẩy con vào các cái tình huống cụ thể, cho con nhận được ra giá trị, đó là việc mà chúng ta có được cái nỗ lực ngày hôm nay để đạt những cái kết quả vào ngày mai, để khiến cho các con được tự do. Bởi vì bất cứ đứa trẻ nào cũng đang tìm kiếm sự tự do, bất cứ con người lớn nào của chúng ta cũng tìm kiếm sự tự do. Vậy thì để con có được sự tự do thì con sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay như thế nào? Các ba mẹ hiểu ý cô Trang nói về điều này không ạ? Buổi trò chuyện với cô Trang không ạ? Nha. Đặt câu hỏi, đầu tiên là khơi gợi nhá. Đầu tiên là khơi gợi về idol, về người mà con ngưỡng mộ, nghề mà con ngưỡng mộ. Đấy là một. Hai, đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Hãy xuất phát từ việc là con có thích tự do hay không? Đứa trẻ nào nó cũng đang tìm kiếm sự tự do. Người lớn của chúng ta cũng đang tiếp cận dần đến sự tự do. Và từ cái điều đó, chúng ta sẽ dẫn dắt đứa trẻ là thay đổi, chuẩn bị. Đúng không ạ? Thay đổi và chuẩn bị. Đó. Mẹ Thanh Ngọc, câu trả lời của cô Trang như thế đã làm thỏa mãn Thanh Ngọc chưa? Thực ra là idol thì như này, bạn ấy thì không có nhiều idol lắm. Ví dụ như bạn cũng thường sẽ không nhận xét và không quan tâm nhiều lắm đến người khác là bạn có thích hay không thích. Thế còn xuất phát từ việc ví dụ như là khuyến khích con để con được tự do thì con sẽ muốn làm gì, như thế nào, thì chắc em sẽ phải trao đổi thêm với con, phải trò chuyện nhiều hơn với con nữa. Bởi vì em vẫn hay nói với con tự do nhá. Con có thích tự do không? Tự do sau này làm gì? Đúng không ạ? Tự do là phải gì? Tự do ra quyết định này, tự do tâm trí, tự do tài chính, tự do thời gian, tự do các mối quan hệ. Để đạt được đến sự tự do đấy, để các con là gì? Tự chủ. Các con có muốn điều đó không? Mẹ đang nhìn thấy các con như vậy đó. Thế vậy thì phải xuất phát từ đâu, như thế nào? Thì mình sẽ từng khía cạnh một. Để làm được cái yếu tố trở thành con người tự do thì có 6 khía cạnh. Để giúp cho các bạn mở rộng nhận thức dần.
và để gì thay đổi hành vi của các bạn ấy và cái khát khao của các bạn ấy là bước đầu tiên đã, đúng không nào? Còn đương nhiên nếu muốn chuyên nghiệp thì cứ đến MBB nhé. Dạ vâng. Ok, mời cho chẳng dừng xin tiếp vâng, vâng, cảm ơn cô. À, mình xin phép có thêm ý kiến được không nhỉ? Dạ vâng ạ. Vâng, em mời chị. An Hà. Liên quan đến câu hỏi của Ngọc ấy, cùng với cả ý kiến của cốt Trang với cả cốt Thanh Hương thì mình cũng có một số các chia sẻ như thế này. Thực ra ấy, ở cái lứa tuổi của con bạn bây giờ là lớp 9 ấy, mà bạn ấy chưa biết xác định một cái mục tiêu ấy, thì đấy là một cái rất là bình thường, bởi vì là mình cũng tự nhìn nhận và soi vào chính cái bản thân của bố mẹ. Mình thử hỏi rằng bản thân mình đã biết cách xây dựng mục tiêu và đã hiểu rằng cái mục tiêu là nó thực sự trọng đối với mọi người cho cái việc mà xác định một cái hướng đi, một cái đến hay là một cái mà để mình có thể lập kế hoạch để đạt được cái những cái mong muốn của mình hay chưa. Điều đó nói lên rằng bạn cũng sẽ thấy rằng bản thân mình ấy, bản thân mình cũng chưa thực sự có đủ những cái kiến thức hay là có đủ những cái mà gọi là cái hiểu để mình có thể giúp con, để mình có thể giúp con hiểu được rằng vì sao phải đặt mục tiêu trong cuộc sống. Muốn đặt một mục tiêu thông minh thì phải làm như thế nào? Và hai là để mình xác định được mục tiêu cho nó phù hợp với đúng bản thân con thì con phải làm như thế nào? Ở đây nó liên quan đến cái câu chuyện đốt nến hai đầu mà cốt Trang đã chia sẻ. Nó liên quan đến những cái việc mà vì sao Trang cũng vừa mới tư vấn, cốt Trang vừa tư vấn cho bạn là bạn phải làm cái này, bạn phải nói với con ra sao. Thì ở đây nó có liên quan đến cái vấn đề là bản thân, mỗi cha mẹ chúng ta cũng cần phải trang bị những cái kiến thức và những cái kỹ năng để mình có thể thực sự thấu hiểu, biết cách đặt mục tiêu để mình có thể truyền đạt được cho con và giúp con, và mình có thể giúp con trong cái chuyện là để con đặt được mục tiêu, vì sao con phải đặt mục tiêu và con muốn đặt mục tiêu thì như thế nào, dẫn dắt con cái chuyện đấy. Thì ở đây mình cũng muốn nói là vì sao cốt Trang chia sẻ cái nội dung mà NLP parent với cả NLP coach ý. Thì mình muốn nói với các bạn là cái việc mình hiểu nó, mình làm nó đã là khó rồi, sau đó cái việc mà mình truyền đạt cho các con để mình có thể dẫn dắt các con đi đến những cái phương pháp và mong muốn của cha mẹ để các con đạt được các cái mục tiêu của các con và nó phù hợp với những cái tài năng và những cái mong muốn của các con ấy, thì đấy là một điều rất là khó. Mà nếu mà mình không được trang bị những cái kiến thức và cái kỹ năng, những cái tư duy mà nó có thể hiểu là một cái tư duy nó phải đạt được cái khả năng là đâu đó là nó cũng khá phải là những cái tư duy nó mang tính chất quy luật xuất chúng. Mà đâu đó các bạn cũng sẽ được tiếp cận khi các bạn học các cái môn khoa học ấy. Thì nó rất là cần thiết, đối với cá nhân bản thân mình. Mình cũng thấy rằng là bản thân mình là đến cái lứa tuổi 40, khi mà mình được tiếp cận với những cái kiến thức như vậy, thì mình mới nhìn nhận ra và mình mới thấy được rằng cuộc sống của mình đúng là mình cũng vẫn cứ sống ngày ngày. Đấy thì có nghĩa là chia sẻ với các bạn cái điều đấy để các bạn thấy rằng cái việc mình muốn các con thì đầu tiên mình phải thay đổi bản thân mình và mình phải thay đổi phương pháp để mình tiếp cận các con và có thể giúp được các con, chứ không phải mình chỉ nói với các con hay là mình suy nghĩ mà mình chỉ có cái mong muốn của chúng ta là đúng, nhưng mà cái cách thức để chúng ta giúp con như thế nào thì đấy lại là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mọi người cũng hỏi. Thì đấy là cái mình nghĩ là đấy là những cái con đường và cái tư duy mình nên nghĩ. Thế còn sau đó thì từng việc một, ví dụ giúp con xác định mục tiêu như thế nào, giúp con nhìn thấy khả năng tài năng của con ra sao, bản thân con có hiểu con không, mình có hiểu con không để mình có thể giúp con nói là cái này thì tốt với con và cái kia thì không phù hợp với con. Cho nên tất cả những cái đấy thì mình nghĩ rằng mình sẽ chưa thể có một cái câu trả lời chính xác được ngay cả bây giờ. Mẹ nói là cái gì phù hợp nhất với con và cái gì nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con trong tương lai thì mẹ cũng chưa thể nói được nếu mẹ không thực sự hiểu con và mẹ chưa thể giúp con để con hiểu con. Thì đấy, nó là những cái bài toán nó đang là ở những cái chỗ như thế. Thì mình nghĩ rằng nó là một cái hành trình đấy, một cái hành trình mà các bố mẹ cũng cần phải tự vun bồi cho mình, và sau đó thì mới giúp con, dần dần sẽ giúp con được những cái nội dung như vậy.
thì mình chỉ xin chia sẻ thêm như thế thôi. Vâng, vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Cô Đoàn Hà, trước khi mẹ Trần Hạnh còn ở đây không ạ? Trước khi mẹ Trần Hạnh sẽ là chia sẻ cái vấn đề để cần coaching luôn trực tiếp tại đây ha. Thì cô Trang xin phép chia sẻ luôn 13 cái nội dung mà các ba mẹ cần phải hiểu về con của mình, đúng không ạ? Và đây cũng là bài tập dành cho các ba mẹ để đến buổi sau chúng ta chia sẻ nhé. Thì các ba mẹ hãy là nốt lại giúp cho cô Trang ngay bây giờ và trong sổ của mình. 13 nội dung chúng ta phải hiểu về con của mình như sau ạ. Hai công cụ rồi, 13 nội dung sau đây. Điều đầu tiên là tuyếp tính cách, đúng không ạ? Điều đầu tiên là tuyếp tính cách. Một, tuyếp tính cách đi ạ. Số 2, đó chính là ngôn ngữ giao tiếp mà con nó thích. Con nó thích kiểu nào? Ví dụ như bạn Nghé nhà mình là bạn cả ấy, mà học cùng hàng sang con của Thanh Ngọc ấy, là gì? Con nó thích nói là thẳng thắn, ngắn gọn. Đó, mà nó không phải mang cái tính chất là dịu dàng, nhẹ nhàng đâu. Nó không thích. Nó nghe câu đấy nó bảo xến sẩm lắm. Đấy, xến sẩm. Đấy, có những đứa nó không thích như thế. Nó thích được nói gì? Mạnh mẽ. Nó thích nói ngắn gọn. Đó. Cho nên không phải lúc nào xến sẩm yêu thương này nọ mà nó lại thích. Đúng không ạ? Rồi, thứ ba nữa. Sau khi là cái ngôn ngữ của con nó thích theo kiểu nào thì sở thích của con là gì? Kể cả về ăn uống luôn ấy, vui chơi, giải trí rồi này nọ. Bốn, sở ghét. Là các ba mẹ liệt kê ra hồ sơ về đứa con của mình nhé. Đây đúng là cái CV cho con đấy. Đúng không ạ? Sở ghét, sở thích, sở ghét này. Tiếp theo nữa, số 5 là cách con thích giao tiếp. Cách con thích giao tiếp. Số 6. Nha. Các ba mẹ sẽ phải làm trong vòng 1 tuần và để là gì? Là các anh chị sẽ chụp cái đó và gửi vào trong nhóm nhé. Chúng ta sẽ dùng cái môi trường này để chúng ta cùng phát triển, làm mẹ lại từ đầu. Số 6. Nỗi sợ hãi của con mình là gì? Con nó sẽ có nỗi sợ hãi của nó. Phải biết nỗi sợ hãi là gì. Đúng không ạ? Thứ 7. Thế mạnh của con là gì? Đó. Thứ 8. Điểm yếu. Điểm yếu. Thứ 9. Đó chính là thành tựu mà con đã đạt được ở trong quá khứ cho đến thời điểm này là những thành tựu nào. Vì chúng ta sẽ có một cái phần đó chính là gì? Cài đặt neo tự hào bản thân cho con ấy, kích hoạt. Thứ 10, thất bại của con là những cái nỗi, là những cái gì? Đấy, thất bại, những nỗi đau, những cái tổn thương của con đã từng. 11, đó chính là bạn thân của con là những ai? Và bạn bè của con, một vài người mà hay chơi nữa. Là những ai? 12. Sức khỏe cơ thể của con như thế nào? Sức khỏe cơ thể. Và cuối cùng là ước mơ. Đúng không ạ? Ước mơ. Đó. Chúng ta phải liệt kê ra. Và đấy chính là những cái nội dung yêu cầu chúng ta phải làm được với con của mình. 13 nội dung để thấu hiểu con của mình nha. Đó. Đúng không ạ? Và bây giờ xin mời mẹ Trần Hạnh ạ. Vâng, cảm ơn cô Trang. Không biết là chị có nghe được không nhỉ? Tại vì em đeo cái tai nghe. Ok, chúng tôi nghe rất rõ. Vâng, vâng, cảm ơn. À, cho em hỏi là em có con cũng bằng con dạy chị năm nay học lớp 9, con gái. Thì con có một cái tà tính từ ngay từ bé đã thấy rất là rõ là con rất là ích kỷ. Tức là từ bé là con không thích là mẹ có thêm em bé và rất ghét các em bé mà ví dụ các em bé mà đến chơi mà mẹ cho quà hay mẹ ôm ít là con ghét, con không thích đấy. Và đợi khi lớn lên thì con cũng không thích giao tiếp những người mà con không thích là con không giao tiếp, không thích nó luôn. Và không, nói chung là không có cái tính hiếu, không có hiếu, không biết ơn, mà mặc dù là em cũng giải thích cho con nhiều là ví dụ cho con về con nên là con sẽ giúp đỡ mọi người vô điều kiện, rồi yêu thương mọi người, thêm bạn bất thù. Khi con giúp đỡ mọi người thì không mong cầu là người ta giúp đỡ mình lại mình, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những người khác lại giúp đỡ lại mình. Cho nên là
tóm lại là kiểu em cũng giải thích rất là nhiều, thế nhưng con không, con bảo đấy là mẹ mẹ thích thì mẹ đi mà làm, còn con không thích và đấy không biết ơn và không có hiếu, ví dụ cái ai cho cái gì hay là mẹ không không biết ơn đâu đấy, cái kiểu thế. Mà nói chung là sử dụng đến mình thì con cũng có một số các bạn con chơi thì thế thế là các bạn chơi của con mà con thích chơi là những bạn cũng kiểu hơi ăn chơi này, hơi cũng không phải là những bạn mà hư hỏng gì đâu, nhưng mà những bạn mà kiểu sống cũng hơi thoáng thoáng thoải mái. Còn những bạn mà ví dụ như những bạn ở lớp là bạn ngoan hiền là không chơi đấy, những bạn mà giỏi mà hiền chăm chỉ là không chơi. Thế thì em không biết là giải thích với con như thế nào để dạy con như nào để cho con biết ơn này, hoặc là con biết giúp đỡ người khác, ví dụ ở nhà không thích giúp đỡ ai, kể cả nói chung không thích giúp ai thì hết rất ít kỷ. Rất là cảm ơn chia sẻ vừa rồi về hiện trạng của con bạn, cũng là lớp 9 Đinh Hợi đúng không nào? Vâng. Thế thì mẹ có phải là tuýp người ngoan hiền không? Em thì có, nhưng mà bố không. Thế thì mẹ có cho rằng con của mình khi nhìn thấy mẹ tuýp ngoan hiền có thể đâu đó nó nghĩ rằng là cái khả năng để bảo vệ bản thân, khả năng để bảo vệ cho người thân của những cái tuýp ngoan hiền có thể nó yếu đuối ở một cấp độ nào đấy, và trong tư duy của nó không thích tuýp ngoan hiền là bởi vì nó không thích bị bắt nạt. Trong gia đình liệu có khả năng người chồng của mình có ra trưởng không? Con sẽ bảo là bị bố bắt nạt. Yeah, ok, thấy chưa? Cho nên đấy là một cái điều mà chúng nó lựa chọn để chúng nó tự bảo vệ bản thân mình trong một tình huống bối cảnh dưới nhận thức tư duy, và đặc biệt đó là cái trải nghiệm của chúng ở trong gia đình. Mẹ Trần Hạnh hiểu ý chỗ này không ạ? Cho nên lựa chọn đó là đúng đắn, đúng chưa? Lựa chọn của con là không thích chơi ngoan hiền, và sau này con trả về ngoan hiền. Ngoan hiền tại sao hay bị bắt nạt thế? Ngoan hiền ngày sau hay bị thiệt thòi thế? Ngoan hiền ngày sau hay bị đè bẹp thế? Ngoan hiền chả tự bảo vệ cho được bản thân mình mà cũng không bảo vệ cho con cái hoặc người thân của mình thế? Đó, nó không lựa chọn, được chưa? Cho nên đó là tư duy bình thường khi chúng ta đang ở bối cảnh đó, con của mình đang ở bối cảnh đó, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là gì? Teenager gặp hai vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là trách nhiệm và lòng biết ơn. Chúng nó sẽ là gì? Khó khăn trong chuyện là có trách nhiệm với người khác. Cho nên mẹ đã là dạy con tư duy nó quá cao cấp luôn à. Con ơi, con phải thêm bạn bớt thù, con ơi, con phải giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Trời đất ơi, đúng chưa? Những đứa trẻ nó phải đi từng cấp bậc. Chúng nó học chịu trách nhiệm, chỉ là chịu trách nhiệm về những thứ chúng làm thôi. Người lớn chúng ta phải học cái chịu trách nhiệm về cả những thứ mà chúng ta không có làm, đúng không ạ? Cho nên là nếu như đâu đó mẹ bắt đầu bơm nhiều trí tuệ, nhận thức tư duy của người trưởng thành vào tụi teenager, chưa thể tiếp thu được. Chúng nó sẽ không chấp nhận cái thứ đó. Vì vậy con nó sẽ giao tiếp với mình, mẹ thích mẹ đi mà làm, con không thích và con không thấy cái việc đấy đáng để làm. Và như vậy cũng hoàn toàn bình thường nhé, đúng không ạ? Cho nên là cái cách chúng ta đưa đứa con vào ấy thì phải đưa từng cấp độ, không thể đốt cháy giai đoạn và cũng không thể nóng vội được, không thể nóng vội được đâu mẹ. Đó là cái ý thứ hai, đúng không ạ? Ý thứ ba này, tại sao nó không thích em bé? Vì sao? Có thể đâu đó nó trông thấy trong gia đình nhà ai đó khi mẹ chưa sinh em nhá, thì lúc đấy nó không thích rồi. Bởi vì sao? Khi sinh em thì đứa bên trên nó bị bỏ rơi hoặc bị dí ra rìa, hoặc có thể đâu đó nó bị giảm cái sự quan tâm xuống, tình yêu thương xuống. Nó quan sát thấy được, cho nên nó cũng sẽ không thích mẹ nó sinh em bé. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa, chuyện đó lại xảy ra thật khi bạn sinh đứa thứ hai. Bạn sinh đứa thứ hai. Có thể nha. Vì cô Trang chia sẻ với bạn rằng là cô Trang đang coaching cho một bạn 27 tuổi làm tại bộ kế hoạch đầu tư. 27 tuổi, nữ, làm tại bộ kế hoạch đầu tư. Và bạn ấy đang rất là kẹt vào một mối quan hệ, có nghĩa là muốn gì ạ? Muốn chia tay, nhưng không chia tay nổi bởi vì sợ cô đơn. Thế khi mình bắt đầu đi vào timeline trở về quá khứ,
để tìm ra nguyên nhân gốc dễ thì mình mới hỏi. Thì bạn mình gọi mình bằng cô Trang mà, xưng con. Cô Trang xưng con, 27 tuổi. Thì mình mới hỏi là trong quá khứ của con có cái tình huống nào, hoặc là lần đầu tiên con xuất hiện cái sự cô đơn, hoặc là con bị bỏ rơi ở cái tình huống nào đó hay không. Bạn ấy đi về quá khứ, tôi đưa bạn ấy về timeline, thì bạn ấy nói rằng là hồi bé con bị bỏ rơi. Trong lúc mà mẹ con sinh em thứ hai được 1 tháng, và mình chữa lành cho bạn ấy ở trong cái SEE đó, significant emotional event, đúng không? Sự kiện trọng đại đầy cảm xúc tổn thương đó. Và sau đó mình gặp người mẹ, thì người mẹ nói rằng ôi đúng cô Trang à, cái hồi mà chị sinh đứa thứ hai á, thì có một lần, lúc đấy là khoảng độ 1 tháng, hơn 1 tháng xíu thôi, chị phát hiện ra đứa con thứ nhất của mình đấy nép trốn vào trong khe cửa và khóc khe cửa ấy, bếp. Hồi đó nhà chị vẫn ở Hải Phòng, chưa chuyển lên Hà Nội, và khóc. Thế thì lúc đấy mình mới quan sát, đúng thật là cả nhà chỉ có chăm chăm vào cái bạn thứ hai thôi, và bạn ấy cảm giác bị bỏ rơi, nó khóc, nó tổn thương, nó tủi thân, nó nép vào khe cửa, nó trốn đằng sau khe cửa luôn, cả nhà mới đi tìm đó. Thế thì đứa bé mà ghét em bé xuất phát từ một nguyên nhân, đó là việc đã từng bị bỏ rơi khi có em bé xuất hiện. Vô tình chúng ta thôi nha, không bao giờ cố tình, chẳng cha mẹ nào cố tình cả. Nhưng vì làm sao phải chăm bẵm mà không có sức để mà quan tâm hết được. Và cái tâm lý mà cảm thấy bị ra rìa, bị bỏ rơi là thường xảy ra đối với những đứa trẻ làm con cả. Được không ạ? Được không ạ? Cho nên con nhà bạn hiện nay đang đinh hợi lớp 9, có những điều như thế này là hoàn toàn bình thường. Vậy chúng ta trách ai đây? Trách ai đây các ba mẹ? Trách ai đây ạ? Nào, bây giờ chúng ta trách ai đây các ba mẹ? Bản thân mình. Bây giờ, rồi, để cô Trang nói điều này cho các ba mẹ nhé. Nói điều này này. Nói điều này. Rồi, đây này. Những thứ gì tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay? Điều gì tạo nên bạn ngày hôm nay? Điều gì tạo nên con của mình ngày hôm nay? Các ba mẹ hãy quan sát sơ đồ này đây. Giúp cho cô Trang luôn nhé. Đây này. Cô Trang xin tắt mic của Trần Hạnh trước đã nhé. Xong lát nữa thì mình sẽ là tương tác, để trong cái lúc cô Trang chia sẻ nó sẽ không bị tiếng ồn vào ha. Đây này. Hiện tại đứa trẻ nhà bạn, bạn Đinh Hợi đây, nữ này, đúng không ạ? Đây Đinh Hợi đây, đang ở now, future, tương lai, trong bụng của mẹ lúc sinh ra đời, born, đúng không ạ? Ok. Thế thì điều gì tạo nên đứa trẻ ngày hôm nay? Đang chưa thực sự biết ơn, nó còn vô ơn, nó còn hơi bất hiếu, nó chưa có hiếu, rồi nó lại chả giúp đỡ người khác, nó hơi ích kỷ, nó lại ghét mẹ sinh em bé, nó ghét ai, nó không có giao tiếp liền, nó tệ, nó tự tôn, nó là số một, nó không thích chơi với người ngoan nghiền, nó chỉ thích chơi với người cá tính, đánh đá ghê gớm để không bị bắt nạt, vân vân và mây mây, đúng không ạ? Thế thì điều gì tạo nên đứa trẻ ngày hôm nay? Thưa các bố mẹ, các ba mẹ hãy là có comment luôn giúp cho Cốt Trang nha. Chúng ta sẽ kéo dài nốt cho phiên coaching về vấn đề cụ thể của bạn lớp 9 của mẹ Trần Hạnh. Rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Cho nên các bố mẹ, đây là một vấn đề nó cực kỳ là phổ thông. Và đây là cái cách thức để chúng ta chữa lành cho chính mình và con của mình này. Cho nên các ba mẹ hãy tập trung vào những cái phút cuối cùng này. Đừng bỏ lỡ. Bởi vì đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn biết phải chờ 100 năm, đúng không? Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ thiên thu. Cho nên là cố nghe nốt cái nội dung này để ta được chữa lành, con được chữa lành. Không có ai là mắc lỗi ở đây cả, không ai. Đó. Thế thì đứa là cái điều gì mà là kiến tạo nên cái con người của đứa trẻ của chúng ta? Các anh chị, các ba mẹ comment giúp cho Cốt Trang vào trong Zoom chat đi nào. Nào. Comment giúp cho Cốt Trang, điều gì tạo nên đứa trẻ của chúng ta ngày hôm nay? Hay là điều gì tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay? Một từ thôi, một từ khóa thôi. Đó là gì ạ? Các ba mẹ. Đó chính là các trải nghiệm.
là kho trải nghiệm của chúng ta. Đúng chưa? Kho trải nghiệm này xuất phát từ đâu? Có phải từ lúc đứa trẻ bắt đầu sinh ra đời không? No. Không nha. Kho trải nghiệm này cả ở trong bụng mẹ nữa. Cho nên lúc mà mang thai, nếu người mẹ hạnh phúc thì nó ôm trọn cảm xúc hạnh phúc đó. Nếu người mẹ bị cô đơn, cô độc, tủi thân, nó ôm trọn cả cảm giác cô đơn, cô độc, tủi thân. Đúng không ạ? Cho nên là trải nghiệm cảm xúc nó nằm từ trong bụng mẹ luôn. Tiếp theo nữa, từ trong bụng mẹ đã hết chưa? Chưa hết đâu các bà mẹ. Nó nằm trong cả tinh trùng của người cha, trứng của người mẹ nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Tôn tằng tổ tỷ, tôn tằng tổ khảo của họ nội, của họ ngoại. Đúng chưa? Và nó chính là cái dây này này, gen phả hệ này này. Các bà mẹ, nó chính là gen phả hệ. Đúng không ạ? Ok, gen phả hệ. Đây, nó chính là chỗ này. Đó. Thế thì đã hết chưa? Cũng chưa hết đâu các bà mẹ. Vì nó còn cái kiếp trước, nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp. Nó nằm ở đường dẫn này nữa, là đường dẫn số 2 này. Vô lượng kiếp. Các bà mẹ vẫn nhìn thấy cái sơ đồ của cốt trang chưa ạ? Đó. Tiếp theo nữa, cái trải nghiệm này là từ do đâu? Văn hóa gia đình này, nền giáo dục này, các thứ nó trải qua trong cuộc sống. Đúng không? Cả thăng và trầm nữa. Vậy thì ở đây, trách ai bây giờ? Trách kiếp trước, trách tôn tằng tổ tỷ, tôn tằng tổ khảo nhiều dòng họ đời trước của chúng ta sao? Trách bố, trách mẹ sao? Trách ông, trách bà? Hay trách con của mình? Trách ai bây giờ? Nếu nó gặp vấn đề, nếu chúng ta mắc kẹt vấn đề, thì thưa các bố mẹ, không ai có lỗi ở đây cả. Không ai có lỗi. Bởi vì chúng ta chỉ là nạn nhân của những nạn nhân thôi. Được không ạ? Nạn nhân của những nạn nhân thôi. Chúng ta là nạn nhân của hệ giáo dục, của văn hóa gia đình, nạn nhân của chính cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta lại là gì? Nạn nhân của ông bà chúng ta. Đúng không ạ? Cho nên ở đây không ai có lỗi cả. Chúng ta ngay lập tức dừng đổ lỗi. Đó. Dừng đổ lỗi ngay lập tức. Đúng không ạ? Ngay lập tức dừng đổ lỗi luôn. Dừng đổ lỗi cho ai? Cho con. Đúng không ạ? Bởi vì đổ hết lỗi cho con là bất công. Còn nhận hết lỗi về mình là bất lực. Được không ạ? Vì vậy mình dừng đổ lỗi. Đổ lỗi cho con, dừng luôn. Đổ lỗi cho chồng, cho ông bà, dừng luôn. Đổ lỗi cho thế nọ thế kia, dừng luôn. Đổ lỗi cho bối cảnh vũ trụ, dừng luôn. Và cuối cùng, các anh chị, các ba mẹ cũng phải dừng đổ lỗi cho chính mình nữa. Đúng không ạ? Các ba mẹ đã làm những người cha, người mẹ tuyệt vời nhất có thể rồi. Bởi vì khi mà ai đó quyết định một điều gì đó thì đó là quyết định tốt nhất tại thời điểm đó của họ rồi. Và hành vi không thuộc con người của họ. Đúng không? Bản đồ cũng không phải là lãnh thổ thật. Đó. Cho nên chúng ta ngay lập tức dừng đổ lỗi. Được không ạ? Bởi vì chúng ta là nạn nhân của những nạn nhân mà thôi. Đúng không? Từ hết thế hệ này cho đến thế hệ khác. Nếu như chúng ta không thể học tập để nâng cấp bản thân, để hiểu về kết cấu con người, về cuộc đời, để vận hành con người của mình tốt nhất có thể. Bởi vì đây là bước đầu tiên, phải dừng đổ lỗi đã, thì mới có thể nhận lỗi. Đúng không? Rồi mới đến bước thứ hai là nhận ra cái lỗi của mình. Nhận ra cái lỗi cũng là quá quý rồi. Đúng không? Đấy là bước thứ hai. Và sau đó nữa, đến tiếp tục bước thứ ba của chúng ta, đó là sửa gì ạ? Sửa lỗi, đúng không các ba mẹ? Và đây chính là hành trình làm mẹ lại từ đầu đó. Đúng chưa ạ? Làm mẹ lại từ đầu. Sửa sai lầm thôi ạ. Đúng không ạ? Ok. Cho nên trước hết thì thưa với mẹ Trần Hạnh, đó là bạn hoàn toàn bình an với những điều của con bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là gì? Tất yếu xảy ra. Bởi con nó đã trải qua một loạt các cái trải nghiệm như vậy rồi. Nó có nguyên nhân gốc rễ để xảy ra những cái vấn đề hiện nay con đang gì? Sở hữu. Mẹ Trần Hạnh đồng ý không ạ? Mẹ Trần Hạnh còn ở đây không? Vâng ạ. Bạn bật cam lên để cô Trang có thể tương tác màn hình Face với bạn. Đúng không ạ? Đó. Vì vậy trước hết là mẹ phải gì? Bình an đã nhá. Không có đổ lỗi cho bất kỳ một đối tượng nào, kể cả con, bất cứ thành viên nào và kể cả mình. Được không ạ? Bởi vì mình và con hay bất cứ ai cũng là nạn nhân của những nạn nhân mà thôi.
Trước hết là như vậy đã, để bạn bình an với những thứ con bạn mà bạn đang cho rằng là mắc kẹt là vấn đề của con mình. Được không ạ? Và dần dần chúng ta sẽ là gì? Tháo bỏ dần cho con, trao dần cho con tri thức, chuyển hóa hành vi của con, thiết lập thói quen tích cực thành công cho con và tìm kiếm lại cái hòa khí ở trong gia đình của mình. Sau cô Trang, buổi sau cô Trang sẽ chia sẻ về cái tam khí, đúng không? Tam khai, tam khí. Đó. Chúng ta sẽ là gì? Dần dần nha. Các vị mẹ tam khai này. Cho em sửa một tí cái này. Tức là để tìm ra cái nguồn gốc một tí. Ok. Để tìm ra nguồn gốc một tí là, tức là con, em phát hiện ra là con từ bé luôn con đã có cái tính ích kỷ, là con không thích mẹ có em bé này hoặc không thích ai này. Thì từ khi mà con có khi là 4-5 tuổi gì đấy, 4-5-6 tuổi đó, từ rất bé con đã biểu hiện luôn cái tính đấy rất rõ rệt luôn. Chứ không phải là lớn thì em nghĩ là lúc bé thì con có thể con chưa phải là con đã trải nghiệm qua cái gì. Thì em lúc bé thì em cứ nghĩ là đó là cái tính của nó. Vì cả nghĩ là lúc ý là nghĩ là bé thì nó thế. Ok, rồi. Cô Trang vừa mới chia sẻ đường dẫn để dẫn đến các vấn đề như bây giờ của chúng ta. Thì thưa các ba mẹ, thưa bạn Trần Hạnh, mẹ Trần Hạnh này ha. Bạn có thừa nhận với Cô Trang điều này không? Chúng ta chưa hề biết kiếm tiền mà đã có tiền để tiêu, đúng chưa? Đúng chưa? Các ba mẹ đồng ý với Cô Trang điều này không? Chưa biết cách kiếm tiền mà có tiền để tiêu đấy. Tiếp theo, chúng ta chưa học cách yêu nhưng lại lao vào các mối quan hệ. Chúng ta chưa học cách để xây dựng, gìn giữ hôn nhân bền vững thì kết hôn. Chúng ta cũng chưa học cái cách nuôi dạy, dẫn dắt con trưởng thành thì sinh con đẻ cái và làm cha mẹ luôn. Rồi đến lúc trưởng thành, chúng ta cũng chưa học cái cách quản trị doanh nghiệp thì start up, làm giàu không có, làm giàu một đêm, đúng không? Chỉ có tình một đêm, làm giàu một đêm thì có thể đấy. Nhưng mà chuyển hóa trong một đêm thì không bao giờ luôn. Vậy thì ở đây chúng ta mới quan sát thấy được cái điều gì? Điều quan trọng đó là thế này. Nhận thức của con người luôn đi sau thứ mà chúng ta sở hữu. Đúng không ạ? Nhận thức của con người. Nhận thức nhá. Đúng chưa? Các ba mẹ. Luôn đi sau. Luôn đi sau. Đúng không ạ? Đi sau cái thứ mà mình sở hữu á. Sở hữu này. Và khi nhận thức luôn đi sau thì vấn đề nó xuất hiện là tất yếu. Thằng nào không có vấn đề mới là bất thường. Thằng nào có vấn đề là bình thường, đúng không ạ? Cho nên nó xảy ra cái chuyện là vấn đề xuất hiện nha, là tất yếu luôn. Cho nên đứa trẻ của bạn xuất hiện vấn đề là tất yếu. Cho nên bạn đừng nghĩ rằng là gì? Cô Trang ơi, con của em nó ích kỷ từ bé. Đúng không ạ? Đúng không? Em chả dạy nó những điều đấy mà nó đã ích kỷ từ bé rồi. Các bạn biết không? Con cái là phản chiếu của cha mẹ. Và cha mẹ chúng ta là vô thức của con. Ghi hai nội dung đó giúp được cô Trang vào điện. Con cái là phản chiếu của cha mẹ và cha mẹ là vô thức của con. Và chúng nó thì chuyển những tư duy, năng lượng, hành động, hành vi, ngôn từ này nọ của chúng ta vào vô thức của con. Chúng ta không cố tình làm điều đó, không dạy điều đó nha. Nhưng xung quanh cái thứ nó quan sát được, nó lĩnh hội được ở trong môi trường gia đình hồi nó bé. Hoặc kể cả trong bụng mẹ luôn á, mà nó chuyển vào vô thức của chúng rồi. Đúng không ạ? Cho nên trước hết là gì? Bạn đừng truy xuất cái nguồn gốc từ đâu như thế nào. Và hãy xuất phát từ bây giờ. Cô Trang có một cái triết lý như này nữa nha. Bất cứ khi nào bạn bước đi, hãy luôn bắt đầu xuất phát từ nơi bạn đứng. Các ba mẹ ghi cái triết lý đấy vào đi ạ. Bất cứ nha, khi nào bạn làm điều gì đó nha, hãy luôn xuất phát từ nơi bạn đứng. Đây, chúng ta chỉ tìm nguyên nhân thôi, nhưng chúng ta đừng có đổ lỗi gì cả, được không? Bạn đứng có nghĩa là bây giờ bạn sẽ đi tìm giải pháp để khắc phục những cái điều của con bạn. Chúng ta sẽ khắc phục ở hai điểm nha. Điểm thứ nhất là tư duy. Để thay đổi một con người thì thay đổi về tư duy.
Điểm thứ hai, thay đổi về hành vi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm hai điều này song song, được chưa ạ? Bơm tư duy, cập nhật bản đồ cho đứa trẻ của mình, sau đó bắt đầu thay đổi, dịch chuyển dần hành vi, tiếp tục lại làm điều này cấp độ thứ hai. Đấy, nó thành vào những cái làn sóng như này này. Đó, những cái làn sóng như này ở cấp độ cao hơn. Chưa mẹ chẳng hạnh, đúng không ạ? Ok nhé. Rồi, và chương trình của chúng ta hôm nay sẽ khép lại tại đây. Và bây giờ đã là 10 giờ 20, 22 giờ 20 rồi. Cô Trang xin bật lại cái màn hình full screen này á, để gì? Chúng ta sẽ chào nhau nhé. Chào nhau về một cái nội dung buổi đầu tiên trong chương trình khuôn khổ dành cho teenager đứng bằng với teen. Và hôm nay đó chính là phần thấu hiểu bước thứ nhất, 2H. Buổi thứ 5 tuần sau chúng ta cố gắng đúng giờ, 8 giờ chúng ta sẽ bắt đầu và diễn ra trong cái khuôn khổ của một tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Chất lượng, giá trị và để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề cụ thể nào đó của con mình, của gia đình mình, đúng không ạ? Cô Trang rất là cảm ơn các anh chị, các ba mẹ, cảm ơn hội đồng các cốt của NBB. Và bây giờ xin nhường lời cho cốt Tạ Thanh Hương hoặc Tạ Thanh Huyền ha, đúng không ạ? À, vâng ạ, xin cảm ơn các bố mẹ và các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom đến tận đến giờ phút này. Và hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay của cô Trang thì cũng đã mang lại những cái giá trị nào đó cho các anh chị. Và các anh chị cũng biết được rằng là mỗi hành trình thì đều bắt đầu từ những bước đi. Thành công thì luôn bằng cái cơ hội. Nếu mỗi chúng ta chọn việc khó ngày hôm nay để tương lai của các con được dễ hơn thì chắc chắn mình cốt Hương tin rằng các bố mẹ sẽ sẵn sàng làm cha mẹ lại từ đầu, có phải thế không ạ? Xin cảm ơn cốt Trang một buổi chia sẻ rất là nhiệt huyết và xin hẹn gặp lại các bố mẹ vào 8 giờ tối của ngày thứ năm tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các quý vị. Xin cảm ơn cốt Trang. Còn một điều nữa cô Trang đề xuất các ba mẹ này một xíu ha, giúp cho cô Trang một việc. Ngay sau khi rời khỏi phòng Zoom này, hãy comment vào nhóm Zalo của chúng ta cụm từ làm mẹ lại từ đầu, được không ạ? Được không ạ? Yeah. Xin các ba mẹ comment ở trong nhóm Zalo làm mẹ lại từ đầu. Cảm ơn và xin được hẹn gặp lại các ba mẹ vào tối thứ năm tuần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn ạ.